Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 100. Mục tướng bình tĩnh lại, sau đó nhìn Khâu Bạch Y ở một bên, nhị điện chủ, ông biết về người đứng sau Diệp Quân bao nhiêu? Khâu Bạch Y nói, có ba người đứng đằng sau hắn, lần lượt là nữ kiếm tiên váy trắng, cha hắn và một người đàn ông áo xanh, tức là ông nội hắn, kiếm khí của Đại Chu là do nữ kiếm tiên váy trắng để lại. Mục tướng lại hỏi, nền văn minh cấp mấy? Khâu Bạch Y im lặng một lúc rồi nói, ta không biết. Mục tướng nhíu mày. Khâu Bạch Y nghiêm túc nói, ta chưa từng đánh nhau với chúng, không dám đoán bừa, nhưng có thể chắc chắn là thực lực của những người đó rất mạnh, còn cực hạn thế nào thì ta không biết, chỉ có đánh một trận mới có thể biết được, mục tướng sầm mặt. Khâu Bạch Y nhìn mục tướng, sau đó cười nói, mục tướng đừng nghĩ nhiều, nền văn minh thiên hành tung hoành trong vũ trụ nhiều năm như vậy. Có phong ba nào mà chưa gặp chứ? Chỉ một nữ kiếm tiên váy trắng mà thôi, không gây ra sóng gió nào được đâu, ta tin vào nền văn minh thiên hành. Mục tướng bỗng nói, nhị điện chủ, người bị chân vũ trụ trấn áp kia là ác đạo chuyển kiếp trùng sinh của ác đạo minh các người à? Khâu Bạch Y gật đầu, phải. Mục tướng nhìn Khâu Bạch Y, không nói gì. Khâu Bạch Y nói tiếp, mục tướng là một người thông minh nên ta sẽ nói thẳng. Mối thù giữa bọn ta và Diệp Quân cũng giống như nền văn minh thiên hành và hắn, không thể nào hóa giải, đôi bên đều đã đến mức không giết thì không buông. Còn nền văn minh thiên hành, ta có thể lấy danh nghĩa nhất điện chủ ác đạo ra thề, ta thật sự không tính kế các ông, nếu có thì nhất điện chủ ác đạo chết không nơi chôn thân. Mục tướng nhìn Khâu Bạch Y bình tĩnh nói, tại sao nhị điện chủ không thề với danh nghĩa của mình? Khâu Bạch Y cười nói, mục tướng... Ta biết ông và vài cường giả nền văn minh thiên hành rất bất mãn với ta, cho rằng ta đang tính kế các ông, nhưng ông nghĩ mà xem, nhất niệm đó đi theo Diệp Quân, không liên quan đến bọn ta mà. Mục tướng lặng thinh. Khâu Bạch Y nói tiếp, hai người đó muốn trốn chạy cũng không phải do ta sai bảo, đúng chứ? Mục tướng lắc đầu, nhị điện chủ, có tính kế hay không thì ta và ông biết rõ, thế giới này đôi khi không cần chứng cứ và đạo lý, không phải thế à? Khâu Bạch Y im lặng. Mục tướng nói tiếp, dĩ nhiên, bây giờ nói mấy chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hiện giờ chúng ta nên bắt tay với nhau để tiêu diệt Diệp Quân và người đứng sau hắn. Khâu Bạch Y cười nói, đúng thế. Mục tướng ngồi xuống, sau đó nói, giờ có hai con đường, một là lại phái người đến Đại Chu bắt người phụ nữ của Diệp Quân đó, hai là tìm được Diệp Quân. Nói rồi ông ta nhìn Khâu Bạch Y, nhị điện chủ, chọn một phương án đi. Khâu Bạch Y cười khổ, thực lực của ta không ổn nên không đến Đại Chu, ta tìm Diệp Quân giúp các vị nhé. Mục tướng nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, thực lực của nhị điện chủ không ổn. E là đang giấu tài nhỉ. Khâu Bạch Y nói, thực lực của ta chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhất là lúc so với nền văn minh thiên hành, thực lực của ta quả nhiên rất yếu. Mục tướng không nói gì nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ không tin. Tiếp xúc với nhị điện chủ này. Ông ta càng cảm thấy người này không đơn giản, nhị điện chủ giết người không cần đao. Khâu Bạch Y cũng không giải thích gì, ông ta đứng dậy đi đến lối vào cửa đại điện, cười nói, trong khoảng thời gian này, ta luôn nghĩ Diệp công tử này sẽ đi đâu. Lúc đầu ta nghĩ là hải vực thiên hành, dù sao nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nhưng những ngày qua ta đang nghĩ một vấn đề, hải vực thiên hành có phải là nơi nguy hiểm nhất với Diệp công tử không? Mục tướng ngồi thẳng người. Ông ta nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, thiên hành sinh mệnh giới. Khâu Bạch Y lại lắc đầu, mục tướng nhíu mày. Khâu Bạch Y hơi híp mắt, trước đó có lẽ hắn ở thiên hành sinh mệnh giới, nhưng bây giờ chắc hẳn hắn không còn ở thiên hành sinh mệnh giới nữa, đâu là nơi an toàn nhất. Đó là nơi nền văn minh thiên hành đã từng tìm hắn. Mục tướng sửng sốt, hải vực thiên hành. Khâu Bạch Y nhìn bầu trời, ánh mắt kiên định, chắc chắn hắn đang ở hải vực thiên hành. Sau khi ngẫm nghĩ, mục tướng cảm thấy cũng có lý nên trực tiếp liên hệ với Thượng thần Thiên Huyên. Không lâu sau, Thượng thần Thiên Huyên tới hải vực thiên hành, bà ta liếc nhìn xung quanh, thần thức của bà ta lại như một tấm lưới bao phủ toàn bộ hải vực thiên hành. Một lúc sau, bà ta cau mày phất tay áo. Rầm. Toàn bộ hải vực thiên hành tan tành. Nhưng không có gì. Vẻ mặt Thượng thần Thiên Huyên lập tức trở nên lạnh lùng. Bà ta đột nhiên vung tay áo. Bên trong điện các. Rầm.
Một áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lấy Mục tướng, áp lực cực mạnh này suýt nữa khiến Mục tướng quỳ xuống. Mục tướng kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, thượng thần. Ánh mắt thượng thần Thiên Huyên lạnh như băng, ông cảm thấy chơi vui lắm sao? Mục tướng vội vàng nói, thượng thần, ta hoàn toàn không có ý đó, mong thượng thần tha tội. Thượng thần Thiên Huyên phất tay áo, luồng khí tức đáng sợ lập tức tiêu tan. Mục tướng toát mồ hôi lạnh, dường như nghĩ tới gì đó, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khâu Bạch Y, nổi giận nói, hải vực thiên hành chẳng có cái quái gì cả. Khâu Bạch Y không nói gì, lông mày của ông ta nhíu lại, một lúc sau, ông ta đột nhiên cười nói, thú vị, thực sự thú vị, ta vẫn đánh giá thấp Diệp công tử này rồi. Sắc mặt mục tướng u ám như nước. Khâu Bạch Y tiếp tục nói, khi ta bày mưu tính kế với hắn, hắn cũng đang bày mưu tính kế với ta, mỗi lần ta đều chậm hơn hắn một bước, đúng là thú vị. Ánh mắt mục tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, bây giờ hắn đang ở đâu? Khâu Bạch Y im lặng. Bây giờ ông ta cũng chẳng biết Diệp Quân đang ở nơi nào. Nhìn thấy sắc mặt mục tướng vô cùng khó coi, Khâu Bạch Y đột nhiên nói, chỉ bằng, bảo thượng thần Thiên Huyên đích thân đến Đại Chu bắt cô gái Chu Phản đó. Thủ đoạn bình thường không có tác dụng thì chỉ có thể dùng thủ đoạn đê hèn. Mục tướng bình tĩnh nói, được, ông đi mà nói với bà ta. Khâu Bạch Y vẫn im lặng. Mục tướng lạnh lùng nói, thượng thần có thân phận gì? Sao bà ta có thể làm những chuyện như vậy chứ? Nếu ta đi nói thì ông có tin bà ta sẽ chém chết ta ngay tại chỗ luôn không? Khâu Bạch Y khẽ thở dài, cảm thấy hơi đau đầu. Mục tướng trầm giọng nói, ông nói xem, liệu có khả năng hắn vẫn ở thiên hành sinh mệnh giới không? Khâu Bạch Y nói, có khả năng. Mục tướng nhíu mày, thế nào gọi là có khả năng? Khâu Bạch Y suy nghĩ một chút, rồi nói, trước mắt, có ba nơi, thứ nhất là hải vực thiên hành, thứ hai là thiên hành sinh mệnh giới, thứ ba là học cung thiên vân. Mục tướng đột nhiên đứng lên, học cung thiên vân. Khâu Bạch Y gật đầu, đúng vậy, nơi này là có khả năng nhất. Mục tướng im lặng. Khâu Bạch Y nhìn mục tướng lắc đầu, không thể đến học cung thiên vân, nếu tìm thấy Diệp Quân ở đó thì còn ổn. Còn nếu không tìm được thì thượng thần Thiên Vân kia sẽ xé xác chúng ta. Dù là thượng thần Thiên Huyên hay thượng thần Thiên Vân, ông ta cũng không đánh lại. Nghĩ đến đây, ông ta cảm thấy hơi bực bội. Khâu Bạch Y đột nhiên hỏi, quan chấp hành đứng đầu đâu? Mục tướng trầm giọng nói, ta đã liên lạc với bà ta, nhưng không biết bà ta đang ở nơi nào. Người này cũng đánh không lại. Sau khi Khâu Bạch Y đi tới đi lui trong phòng vài bước, ông ta nói, nếu không đoán được thì thôi vậy, nền văn minh thiên hành chắc cũng có người giỏi bói toán đúng không? Mục tướng gật đầu, có. Khâu Bạch Y mỉm cười nói, vậy thì xem một quẻ, xem thử hiện giờ hắn đang ở đâu. Mục tướng lập tức nói, người đâu, mời quan tinh sư đến đây. Ngoài cửa, một cường giả lặng lẽ rút lui. Không lâu sau, một ông lão bước vào. Ông lão mặc đồ hơi lòe loẹt, mặc một chiếc áo nhiều màu sắc, nhìn kỹ thì trên chiếc áo sặc sỡ đó còn có những ngôi sao có màu sắc khác nhau, tay trái ông ta cầm một chuỗi bùa chú, tay phải cầm một phiến ngọc đồng, trên phiến ngọc có hai hạt châu một đen một trắng. Khâu Bạch Y tò mò nhìn ông lão trước mặt, sao người này giống kẻ lừa đảo nhỉ? Mục tướng ở một bên giới thiệu, vị này là quan tinh sư, quản lý điện quan tinh của nền văn minh thiên hành. Khâu Bạch Y vội chào. Nhưng quan tinh sư lại phớt lờ ông ta, đi đến trước mặt mục tướng, xem cái gì. Mục tướng quay đầu nhìn Khâu Bạch Y, Khâu Bạch Y xòe tay ra, một bước chân dung bay đến trước mặt quan tinh sư tìm tung tích của người này. Người trong đó chính là Diệp Quân. Quan tinh sư nhìn bước chân dung, sau đó khẽ lắc lá bùa bên tay trái, cảnh tượng trong sân bỗng chốc thay đổi, ba người xuất hiện trong một tinh không bao la. Ánh mắt Khâu Bạch Y lóe lên vẻ ngạc nhiên. Quan tinh sư nhắm mắt lại, tay trái không ngừng lắc lá bùa đó, không lâu sau những ngôi sao xung quanh bắt đầu hơi rung lên, cùng lúc đó trên đỉnh đầu ba người xuất hiện một trận pháp ánh sáng cực lớn, trong trận pháp ánh sáng đó có rất nhiều tia sáng mảnh như sợi tóc di chuyển. Thấy thế Khâu Bạch Y càng tò mò hơn. Lúc này, mục tướng cười nói, đây là thuật tinh thần sách toán, là đạo sách toán đứng đầu trong vũ trụ hiện nay, thậm chí có thể tính toán tương lai, tất nhiên tương lai bất định.
thế nên không dám đảm bảo chính xác 100%. Khâu Bạch Y mỉm cười, nói, lợi hại. Họ cũng có thể cảm nhận được tương lai, nhưng không có ý nghĩa gì cả. Như mục tướng nói, tương lai là không chắc chắn và đa dạng, bất kỳ lựa chọn nào của ngươi vào lúc này đều có thể thay đổi kết quả của tương lai, thế nên hiện tại mới là quan trọng nhất. Đúng lúc này, bước chân dung của Diệp Quân trước mặt Quan Tinh Sư bỗng bốc cháy, sau đó biến thành từng tia lửa tràn vào trận pháp ánh sáng ở đằng xa, rất nhanh trận pháp ánh sáng sao trời đó bỗng chấn động dữ dội, cùng lúc đó một hư ảnh dần được ngưng tụ ở chính giữa trận pháp. Chính là Diệp Quân. Thấy thế Khâu Bạch Y và mục tướng vội bước đến trước, tập trung nhìn chằm chằm trận pháp ánh sáng. Chẳng mấy chốc Diệp Quân trong trận pháp ánh sáng dần ngưng tụ như thật, cảnh tượng xung quanh hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này Quan Tinh Sư bỗng mở mắt ra, tìm được. Còn chưa dứt lời, một tia kiếm quang bỗng lướt qua mắt ông ta. Vèo. Dòng máu bắn ra. A. À. Quan Tinh Sư hét lên đau đớn, hai tay che mắt nói, có người, phía sau hắn có người. Khâu Bạch Y. Mục tướng. Trên bầu trời, trận pháp ánh sáng cũng vỡ vụn biến thành vô số mảnh vỡ, còn Quan Tinh Sư lại kêu lên thảm thiết. Liên tục lui về sau, bùa chú và phiến ngọc đồng trong tay ông ta cũng nổ tung. Không chỉ thế, cả tinh không cũng bỗng chốc trở nên vụn vỡ, chẳng mấy chốc ba người quay lại trong đại điện nội các. A. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quan Tinh Sư che hai mắt mình lại, máu liên tục chảy ra từ giữa kẽ tay ông ta vừa lùi về sau vừa gào lên, có người, đằng sau hắn có cao nhân. Mục tướng sầm mặt, Quan Tinh Sư, người đang nói gì thế? Quan Tinh Sư bỗng tức giận chỉ vào mục tướng, người hại ta. Cái đồ xúc sinh. Sắc mặt mục tướng trở nên khó coi, người đừng ăn nói bậy bạ. Quan Tinh Sư bỗng nằm dạp xuống đất, cả người run cầm cập. Mục tướng nhíu chặt mày, ông ta nhìn Khâu Bạch Y bên cạnh ông ta. Khâu Bạch Y do dự, sau đó chỉ vào đầu mình, có phải nơi này của ông ta có vấn đề không? Mục tướng. Đầu óc ngươi mới có vấn đề. Quan Tinh Sư đó bỗng đứng phát dậy, ông ta tức giận chỉ vào Khâu Bạch Y, tai họa ngầm, ngươi là tai họa ngầm, mau giết người này, nếu không nền văn minh thiên hành sẽ gặp nguy hiểm. Mục tướng trầm giọng nói, Quan Tinh Sư, có phải đầu óc ngươi có vấn đề không? Quan Tinh Sư tức giận nói, mục tướng, người này là mầm mống tai họa, ông ta sẽ mang họa diệt vong đến cho nền văn minh thiên hành. Mục tướng nhìn Khâu Bạch Y, sau đó nói, Quan Tinh Sư, nhị điện chủ là liên minh của chúng ta, người đừng nói bậy. Quan Tinh Sư bỗng im lặng một lúc, sau đó nói, mục tướng, ta tặng ngươi một câu. Mục tướng hơi tò mò, gì cơ? Quan Tinh Sư tức giận nói, đồ ngu ngốc. Nói rồi ông ta xoay người rời đi. Mục tướng nổi giận, nhưng Quan Tinh Sư đã ra khỏi đại điện, ông ta chạy một mạch về điện Quan Tinh. Sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, ôm một túi lớn trốn khỏi thần cảnh thiên hành ngay trong đêm. Nội các, sắc mặt mục tướng cực kỳ khó coi, lửa giận trong mắt như sắp phun ra ngoài. Khâu Bạch Y ở một bên bỗng hơi tò mò nói, cái từ đồ ngu ngốc ông ta vừa nói là sao? Ông ta biết mấy năm nay nền văn minh thiên huyên giám sát vài vũ trụ, thế nên cũng biết các từ của vài nền văn minh, nhưng ông ta chưa bao giờ nghe thấy từ này. Cũng không biết được truyền từ nền văn minh nào đến nền văn minh thiên hành, thế nên ông ta hơi tò mò. Mục tướng nhìn Khâu Bạch Y, có ý khen người khác thông minh. Khâu Bạch Y gật đầu, mục tướng thật ngu ngốc. Mục tướng, thấy sắc mặt mục tướng hơi bất thường, Khâu Bạch Y vội chuyển chủ đề, mục tướng, việc cấp bách của chúng ta là tìm được Diệp Quân. Theo ta được biết, Diệp Quân có một bảo vật, bắt đầu tu luyện có thể đạt được kết quả gấp đôi, nếu không tìm được hắn. Lần sau gặp lại chỉ sợ khó giết hơn. Mục tướng trầm giọng nói, tìm thế nào? Khâu Bạch Y nói, vẫn là ba nơi đó, hơn nữa có khả năng nhất là học cung Thiên Vân, dĩ nhiên mục tướng không tiện đến học cung Thiên Vân nhưng Thượng Thần Thiên Huyên. Mục tướng lắc đầu, không được, Thượng Thần Thiên Huyên đến học cung Thiên Vân, nếu họ xảy ra mâu thuẫn thì là một tai họa với nền văn minh thiên hành. Mặc dù ông ta cũng cảm thấy không thuận mắt với Thượng Thần Thiên Huyên, nhưng ông ta vẫn hiểu rõ cái gì đúng cái gì sai, Thượng Thần Thiên Huyên có mâu thuẫn với học cung Thiên Vân vào lúc này, cho dù quan chấp hành đứng đầu cũng không thể khuyên được.
Khâu Bạch Y nói, còn một cách. Mục tướng nhìn Khâu Bạch Y, Khâu Bạch Y nói, hôm đó chẳng phải Diệp Quân và Nhất Niệm đoạt được quả thiên hành đó sao? Nếu ta đoán không lầm thì bây giờ chắc chắn chúng đang ăn quả thiên hành. Mục tướng lập tức đứng dậy, ông ta đi ra ngoài đại điện, người đâu, đến thiên hành sinh mệnh giới. Quả thiên hành và cây sinh mệnh thiên hành là một thể, cây sinh mệnh thiên hành không chỉ là một cái cây, nó có linh tính, chẳng qua nó vẫn luôn trong trạng thái tu luyện. Chỉ cần đánh thức nó dậy, nó chắc chắn có thể cảm nhận được quả thiên hành. Sau khi mục tướng rời đi, Khâu Bạch Y trong điện nhắm mắt lại, mục tướng, đi vui vẻ. Bước đầu tiên xem như thành công. Bước đầu tiên là kéo nền văn minh thiên hành xuống nước. Lúc này, không biết cảm nhận được gì, Khâu Bạch Y đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài đại sảnh, ánh mắt nhìn ra bên ngoài nền văn minh thiên hành, cũng không biết nhìn thấy cái gì, khẽ nói có thể bắt đầu bước thứ hai rồi. Khâu Bạch Y tiến lên một bước, ra khỏi thần cảnh thiên hành đi tới một tinh không. Tinh không đó im lặng không một tiếng động, sao trời lấp lánh rực rỡ, thoạt nhìn hệt như một bức tranh đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Bạch Khâu Y ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, ở cuối tầm nhìn, một người đàn ông đang từ từ đến gần, lúc đầu người đàn ông đó còn đang ở cuối tầm nhìn của ông ta nhưng Bạch Khâu Y chỉ chớp mắt một cái, người đàn ông đã đi tới trước mặt ông ta. Người đàn ông mặc một bộ đồ rộng rãi sạch sẽ, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, rất dễ gần. Khâu Bạch Y chắp tay lại, nở nụ cười, bái kiến thiếu chủ thần trạch, người đàn ông trên thần trạch đáp lại, nhị điện chủ khách sáo rồi, Khâu Bạch Y cười nói, thần tông đại nhân vẫn khỏe chứ. Thần trạch gật đầu, cha ta vẫn khỏe, cảm ơn nhị điện chủ đã lo lắng, nói đến đây gã ngừng một lúc rồi lại nói, nhị điện chủ, ông có Ly Hận Trường đồ bảo vật của Ly Hận Thiên thật à? Khâu Bạch Y gật đầu, dĩ nhiên. Dứt lời, ông ta xòe tay ra. Một quyển trục dài xuất hiện trong tay ông ta. Lúc quyển trục này xuất hiện, các vì sao xung quanh lần lượt lui lại, không thể đến gần chỗ hai người. Ánh mắt thần trạch lập tức trở nên nóng bỏng như một ngọn lửa, Ly Hận Trường đồ. Đây là bảo vật của Ly Hận Thiên, rất lâu về trước Ly Hận Thiên gặp đại nạn, bức tranh này bị thất lạc, từ đó về sau Lý Hận Thiên vẫn luôn tìm kiếm nó, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lúc Khâu Bạch Y nói có Ly Hận Trường đồ, gã vội vã chạy đến ngay trong đêm. Nhưng thần trạch nhanh chóng bình tĩnh lại, thấy thế ánh mắt Khâu Bạch Y lóe lên vẻ ngạc nhiên. Thần trạch mỉm cười nói, không biết nhị điện chủ có điều kiện gì. Khâu Bạch Y nói, giết một người, thần trạch hỏi, ai, Khâu Bạch Y nói, Diệp Quân. Thần trạch cau mày, đó có phải là người đã gây náo loạn ở Đăng Thiên Vực không, trận chiến ở Đăng Thiên Vực gây ra động tĩnh lớn ở bên dưới, dĩ nhiên Ly Hận Thiên cũng biết chuyện. Tất nhiên Ly Hận Thiên cách đó quá xa nên cũng không biết nhiều lắm. Khâu Bạch Y gật đầu, chính là người này. Thần trạch hỏi, bây giờ Diệp Quân đó đang ở cảnh giới nào? Khâu Bạch Y nói, khai đạo. Thần trạch nhíu mày trầm tư, Diệp Quân. Dĩ nhiên gã sẽ không cho rằng chuyện đơn giản như thế, một cường giả cảnh giới khai đạo chỉ là một đám tôm tép với ác đạo minh thôi. Nhưng đối phương lại tìm đến Ly Hận Thiên. Sẽ không đào hố đợi mình nhảy vào đấy chứ. Nghĩ đến đây, thần trạch nhìn Khâu Bạch Y, mặc dù ngoài mặt vẫn cười nhưng đã dựng lên bức tường cảnh giác. Khâu Bạch Y cười nói, thế tử thần trạch, thành thật mà nói mặc dù cảnh giới của Diệp Quân đó thấp, thực lực yếu nhưng những người đứng sau hắn không đơn giản, ác đạo minh ta sợ người đằng sau hắn chứ không phải hắn. Thần trạch trầm giọng nói, nhị điện chủ, thực lực của Ly Hận Thiên ta không bằng ác đạo minh ông. Ngay cả ông cũng sợ người đằng sau hắn, vậy thì Ly Hận Thiên ta không dám chọc vào. Khâu Bạch Y cũng không ép buộc, nhưng khẽ gật đầu ta hiểu được, dứt lời, ông ta thu lại Ly Hận Trường đồ, rồi quay người định rời đi. Thấy thế thần trạch lo lắng, vội nói, nhị điện chủ, có thể đổi điều kiện khác không? Ly Hận Trường đồ. Cái này thực sự giúp ích rất nhiều cho Ly Hận Thiên, vì nó có một chức năng nghịch thiên đặc biệt. Đó là người tu luyện thần pháp Ly Hận có được bức tranh này, không chỉ có thể tăng lên một cảnh giới, mà sức chiến đấu cũng có thể được tăng lên gấp đôi. Hơn nữa trong Ly Hận Trường đồ này còn chứa một bí mật kinh thiên động địa về Ly Hận Thiên. Trước khi đến đây, cha gã là thần tông đã dặn dò, phải lấy bức tranh này về cho bằng được. Nhưng gã không thể đồng ý yêu cầu nhị điện chủ đưa ra, càng không thể kéo Ly Hận Thiên vào trong vòng xoáy khủng khiếp này vì Ly Hận Trường đồ. Dù sao Diệp Quân đó cũng không đơn giản,
Ly Hận Thiên không thể liều chết với Diệp Quân vì Ly Hận Trường Đồ, cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa cũng không liều mạng được. Nghe Thần Trạch nói thế, nhị điện chủ không nói gì, chỉ nhíu mày trầm tư như thể đang khó xử. Thấy nhị điện chủ không từ chối thẳng thừng, Thần Trạch cảm thấy vẫn còn cơ hội, vội nói, nhị điện chủ, ngoài việc giết Diệp Quân, chỉ cần Ly Hận Thiên ta có thể làm thì ta sẽ không từ chối bất kỳ chuyện gì. Gã cũng muốn điềm tĩnh nhưng Ly Hận Trường Đồ này quá quan trọng với Ly Hận Thiên. Gã không thể điềm tĩnh. Vì quyền chủ động không nằm trong tay gã. Nhị điện chủ im lặng một hồi rồi nói, ta có thể hiểu nỗi khó xử của các ngươi, dù sao người đằng sau Diệp Quân quả thật không tầm thường, cho dù ta là Ly Hận Thiên thì cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này. Nghe thế Thần Trạch không khỏi nhìn nhị điện chủ trước mặt, thiện cảm với người này tăng lên không ít, nhị điện chủ này vẫn là người hiểu lý lẽ. Nhị điện chủ lại nói, như vậy thì sao, người đi bắt giúp ta một người, cũng không cần giết cô ta, chỉ cần bắt về đây là được. Thần Trạch nói, ai? Nhị điện chủ nói, Chu Phạn, nữ hoàng đương nhiệm của Đại Chu. Thần Trạch nói, có liên quan đến Diệp Quân, nhị điện chủ gật đầu. Thần Trạch hơi do dự. Khâu Bạch Y mỉm cười nói, vừa muốn lấy đồ vừa không muốn làm gì, thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy? Ngươi nói xem. Dứt lời, ông ta xoay người định đi, Thần Trạch vội nói, khoan đã. Khâu Bạch Y xoay người nhìn Thần Trạch, không nói gì. Thần Trạch do dự một lúc, sau đó nói, chỉ là bắt về, không giết. Khâu Bạch Y gật đầu, từ Thần Trạch lặng im một hồi rồi nói, được. Khâu Bạch Y nói, ta sẽ đợi ngươi ở đây, Thần Trạch gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Thần Trạch biến mất ở tận cuối vũ trụ, Khâu Bạch Y nhắm mắt lại. Ly Hận Thiên. Thế lực này không đơn giản như bề ngoài. Sau khi tạm biệt Khâu Bạch Y, không lâu sau Thần Trạch đã đến vũ trụ Đại Chu. Thần Trạch nhìn Hoàng Thành Đại Chu ở phía xa, lặng im không nói. Gã biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng gã không còn sự lựa chọn nào khác, vì Ly Hận Trường Đồ thực sự rất quan trọng với Ly Hận Thiên. Chỉ bắt không giết. Nghĩ đến đây, Thần Trạch cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, dù sao gã cũng không giết người, sẽ không nhiễm phải nhân quá quá lớn, nếu Ác Đạo Minh giết, đó cũng là chuyện của Ác Đạo Minh. Lúc này Thần Trạch không còn do dự nữa, gã bước ra một bước, ngay lập tức đã bước vào lãnh thổ Đại Chu, nhưng chân gã còn chưa tiếp đất. Một luồng kiếm khí giáng thẳng xuống. Ầm. Thần Trạch biến thành hư vô, kiếm khí biến mất. Gần như cùng lúc đó, trong Ly Hận Thiên xa xôi, một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng trên tế đàn bỗng mở mắt ra, đôi mắt như lửa. Trạch Nhi. Tiếng gầm này như tiếng sét đánh, chấn động cả Ly Hận Thiên, người nào trên cảnh giới khai đạo ở Ly Hận Thiên lập tức đi theo ta, vừa dứt lời. Người đàn ông trung niên tóc bạc đã biến thành một dải cầu vồng rồi biến mất tận cuối chân trời. Trong Ly Hận Thiên, rất nhiều khí tức cực mạnh lần lượt bay lên trời đuổi theo. Chấm chấm chấm. Thiên hành sinh mệnh giới. Mục tướng đi thẳng đến trước cây sinh mệnh thiên hành, ông ta cung kính hành lễ, sau đó định đánh thức cây sinh mệnh thiên hành đang ngủ say, nhưng lúc này ông ta như cảm giác được gì, đồng tử bỗng đông cứng lại, quay phát lại. Vừa quay người lại, một tia kiếm quang đã xuất hiện ở trước mặt ông ta từ lúc nào. Đồng tử mục tướng bỗng co rụt lại, cảm thấy kinh hãi, hai tay ông ta siết chặt, một chiếc khiên được tạo thành từ lửa thiên hành cao cấp xuất hiện ở trước mặt ông ta, nhưng lúc gặp phải kiếm quang, chiếc khiên này lập tức tan chảy hệt như tuyết gặp dầu sôi, thanh kiếm đâm thẳng vào cổ họng ông ta. Mục tướng trợn tròn mắt, đứng ngây người tại đó. Một thiếu niên đứng trước mặt ông ta, chính là Diệp Quân. Mục tướng há miệng định nói gì, lúc này kiếm thanh huyên rung lên, linh hồn ông ta biến mất hoàn toàn. Thần hồn tiêu tán. Sau khi tiêu diệt mục tướng, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn cây sinh mệnh thiên hành phía trước, ánh mắt hắn lạnh như băng, kiếm thanh huyên trong tay khẽ rung lên. Nhưng cuối cùng Diệp Quân không tiêu diệt cây sinh mệnh thiên hành này bằng kiếm thanh huyên mà cất nó vào trong tiểu tháp. Diệp Quân nhắm mắt lại nói, nhất niệm, tặng muội cây này. Trong tiểu tháp, nhất niệm nhìn cây sinh mệnh thiên hành, đôi mắt to khẽ chớp. Lúc Diệp Quân tặng cây sinh mệnh thiên hành đó vào tiểu tháp, hắn xoay người, một người phụ nữ đứng trước mặt hắn không xa. Thượng thần Thiên Huyên. Ngoài Thượng thần Thiên Huyên,
phía sau bà ta còn có 10 cường giả đáng sợ, khí tức cực mạnh, những cường giả này đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ nên nhìn không ra diện mạo thật của họ. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả chạy đến thiên hành sinh mệnh giới. Cây sinh mệnh thiên hành mất rồi. Lúc này cả nền văn minh thiên hình như rơi vào chảo dầu sôi, bỗng chốc nổ tung. Trong điện, khi nghe được tin tức này, nhị điện chủ Khâu Bạch Y nở nụ cười, Diệp công tử này thật là vừa thông minh vừa tàn nhẫn, đúng là lợi hại. Thật ra ông ta đã đoán được Diệp quân đang ở thiên hành sinh mệnh giới, sở dĩ ông ta bảo mục tướng đến thiên hành sinh mệnh giới là vì để Diệp quân giết ông ta. Chỉ là ông ta không ngờ Diệp quân lại lấy luôn cây sinh mệnh thiên hành. Rõ ràng là Diệp quân không muốn hóa giải với nền văn minh thiên hành. Không chết không tha. Khâu Bạch Y quay đầu nhìn ra ngoài điện, khẽ cười, cậu Diệp này rất cứng rắn. Ở học cung Thiên Vân, khi nghe được tin tức này, Thượng thần Thiên Vân bỏ cuốn sách cổ màu vàng trong tay xuống, một lúc lâu sau cũng không nói gì, Tịnh An ở một bên cúi đầu, cô ta đang cười. Cây sinh mệnh thiên hành rơi vào tay Nhất Niệm rồi. Nụ cười trên môi Tịnh An càng rạng ngời. Thiên hành sinh mệnh giới. Rất nhiều cường giả nền văn minh thiên hành chạy đến thiên hành sinh mệnh giới, khi nhìn thấy cây sinh mệnh thiên hành đã biến mất, tất cả cường giả nền văn minh thiên hành đều như bị sét đánh, cả người ngơ ngác. Nếu không còn cây sinh mệnh thiên hành nữa, tức là nền văn minh thiên hành sắp tuyệt chủng. Rất nhiều cường giả nền văn minh thiên hành đều tức giận nhìn Diệp Quân, ước gì có thể nuốt sống hắn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn các cường giả nền văn minh thiên hành đang tức giận nhìn mình, hắn bỗng xòe tay ra, cười nói, đến đây đánh ta này. Mọi người, đến đây đánh ta này. Diệp Quân vừa nói thế, các cường giả nền văn minh thiên hành suýt nữa tức nổ phổi. Vài cường giả không kiềm chế được muốn ra tay nhưng lại bị Thượng thần Thiên Huyên cách đó không xa ngăn lại, bất lực nên chỉ đành kiềm chế cơn giận. Thượng thần Thiên Huyên nhìn Diệp Quân không nói gì, bà ta cũng khá tò mò về người đàn ông đến từ nền văn minh ngoại tộc trước mặt này. Một mình hắn làm loạn nền văn minh thiên hành, còn lấy đi cây sinh mệnh thiên hành, rõ ràng là muốn sống chết với nền văn minh thiên hành. Phải biết rằng, nền văn minh ngoại tộc nào cũng sẽ biến sắc khi nghe đến nền văn minh thiên hành, nhưng người đàn ông trước mặt lại chẳng sợ gì khi đối mặt với nền văn minh thiên hành. Không hề tầm thường chút nào. Lúc này bà ta cũng nghĩ đến lời Thượng thần Thiên Vân từng nói. Nền văn minh thiên hành bị ác đạo minh bày mưu tính kế rồi. Diệp Quân cách đó không xa cũng đang nhìn Thượng thần Thiên Huyên, vì Nhất Niệm nên dĩ nhiên hắn cũng biết người trước mặt này là Thượng thần Thiên Huyên, một trong hai vị thượng thần lớn của nền văn minh thiên hành. Thượng thần Thiên Huyên nhìn Diệp Quân, người muốn làm gì? Diệp Quân định lên tiếng, Thượng thần Thiên Huyên bỗng trở nên mờ ảo, mẹ nó chứ, không có võ đức gì cả. Diệp Quân thầm mắng, sau đó rút kiếm chém một nhát. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Vèo. Sau khi một tia kiếm quang nổ tung, cả người Diệp Quân lùi về sau cả vạn trượng. Thượng thần Thiên Huyên không ra tay nữa mà nhìn vào lòng bàn tay phải của mình, có một vết kiếm khá sâu xuất hiện trong lòng bàn tay bà ta, máu không ngừng chảy ra, lòng bàn tay lập tức bị nhuộm đỏ. Thượng thần Thiên Huyên ngẩng đầu lên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, cau chặt mày. Lúc này sắc mặt Diệp Quân cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu không có tu luyện mấy chục năm trong truyền thừa, e là hắn không thể chống đỡ được một hiệp khi đối mặt với người phụ nữ này. Mạnh quá! Thượng thần Thiên Huyên bỗng đi về phía Diệp Quân, ngươi thấy thế này được không? Ta và ngươi một đánh một, nếu ta thua, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào, nếu ta thắng, ngươi phải trả lại cây sinh mệnh thiên hành cho nền văn minh thiên hành. Diệp Quân nhìn chằm chằm Thượng thần Thiên Huyên, ta có cần thiết phải, hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Thượng thần Thiên Huyên ở phía xa lại trở nên mờ ảo. Con mẹ nó! Sắc mặt Diệp Quân lập tức sầm lại. Người phụ nữ này thật đúng là chẳng có chút phong độ nào của cao thủ cả. Sau khi Thượng thần Thiên Huyên trở nên mờ ảo, thời không chỗ Diệp Quân bỗng trở nên hư ảo, một luồng sức mạnh bí ẩn bao vây chặt lấy hắn như gông kiềng, khiến hắn không thể cử động. Nhưng ngay lúc này kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân bỗng rung lên. Bù! Sau một tiếng kiếm vang lên, thời không xung quanh bỗng nứt ra như một chiếc gương, Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên đâm mạnh về phía trước. Soạt. Kiếm quang xuất hiện. Diệp Quân cảm nhận được cánh tay mình hơi tê,
liên tục lùi về sau, trong lúc đó hắn híp mắt lại, khu vực thời không chỗ hắn đứng biến thành những chiếc hộp kỳ lạ, vô số ý kiếm lao ra từ trong ô vuông thời không đó, cùng lúc đó Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên chém một nhát về phía trước. Nhất giới tuế nguyệt, thượng thần Thiên Huyên cách đó không xa như cảm nhận được gì, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, bà ta lập tức dừng lại, ngón tay vào trước mặt, ngay sau đó vô số tuế nguyệt trường hà hiện ra. Thế nhưng sau đó thời gian tuế nguyệt trong vô số tuế nguyệt trường hà lại nhanh chóng biến mất, khi thời gian tuế nguyệt hoàn toàn biến mất, thượng thần Thiên Huyên đã lùi về sau cả vạn trượng. Bà ta không có thời gian hoàn toàn biến mất. Thấy thế Diệp Quân ở phía xa sừng sốt. Nhất giới tuế nguyệt lần đầu không có tác dụng. Thượng thần Thiên Huyên nhìn chằm chằm Diệp Quân, cảm thấy ngờ vực, kiếm kỹ này của ngươi, bà ta còn chưa dứt lời, thời không trước mặt bà ta nứt ra, một thanh kiếm lao đến. Ý kiếm. Thượng thần Thiên Huyên bỗng giơ hai ngón tay lên rồi kẹp lại, thanh ý kiếm cứ thế bị hai ngón tay của bà ta kẹp chặt. Nhưng lúc này không biết từ lúc nào mà phía sau bà ta lại có một thanh kiếm nữa. Kiếm Thanh Huyên. Thượng thần Thiên Huyên cau mày, tay trái siết chặt lại, cả người trở nên mờ ảo. Kiếm Thanh Huyên đâm một nhát vào hư không. Diệp Quân biến sắc, xoay người đâm một nhát kiếm, thế nhưng vẫn hơi chậm, một nắm đấm đánh trúng ngực hắn. Bụp. Diệp Quân lập tức văng ra xa, sau đó biến thành một điểm đen nhỏ. Thượng thần Thiên Huyên bỗng tiến lên một bước, vươn tay phải ra, đang định ra tay lần nữa, nhưng ngay lúc này thời không xung quanh bà ta đột nhiên nứt toác, vô số thanh ý kiếm lao ra như mưa, thượng thần Thiên Huyên vung tay lên. Ầm. Tất cả ý kiếm đều bị văng ra xa. Vèo. Thời không trước mặt thượng thần Thiên Huyên đột nhiên tách ra, Diệp Quân cầm kiếm lao đến, đối mặt kiếm của Diệp Quân. Thượng thần Thiên Huyên không đối đầu trực diện nữa mà lùi về sau cả ngàn trượng khiến cho nhát kiếm này của Diệp Quân đâm vào không khí, thế nhưng còn đợi Diệp Quân định thần lại, thượng thần Thiên Huyên đã xông đến trước mặt hắn như một mũi tên rời khỏi cung. Diệp Quân cả kinh, vội giơ kiếm lên đỡ. Vèo. Kiếm quang nứt ra, Diệp Quân lại bị văng ra xa. Thượng thần Thiên Huyên tiến đến trước, tay phải bà ta đưa lên trên rồi xòe ra, sau đó kéo xuống dưới. Sắc mặt Diệp Quân ở phía xa thay đổi, chỉ thấy thời không trên đỉnh đầu hắn bỗng đổ xuống như thác nước, một loạt uy lực đáng sợ đè ép khiến hắn ngạt thở. Diệp Quân híp mắt, cầm kiếm đâm một nhát nhất giới tuế nguyệt. Thời không kỳ lạ đó trở nên hư ảo, sau đó biến mất từng chút. Nhưng lúc này một tàn ảnh bỗng lao đến trước mặt hắn. Diệp Quân vội giơ kiếm lên chặn lại. Vèo. Diệp Quân như bị một quả tạ đánh trúng. Cả người văng ra xa mấy vạn trượng, vừa dừng lại một ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng hắn, không chỉ thế, cơ thể hắn bị nứt lìa, máu không ngừng chảy ra. Thượng thần Thiên Huyên bỗng tiến lên một bước, thời không chỗ Diệp Quân đứng bỗng bắt đầu bị hủy diệt từng chút. Thấy thế Diệp Quân muốn sử dụng huyết mạch, nhưng lúc này giọng thượng thần Thiên Vân bỗng vang lên trong đầu hắn, quan chấp hành đứng đầu sắp đến rồi, mau đi đi. Diệp Quân không do dự sử dụng kiếm Thanh Huyên dịch chuyển khỏi đó. Mà thượng thần Thiên Huyên thấy thế cũng không hề ngăn cản, mười cường giả bí ẩn ở phía sau bà ta đang muốn ra tay thì lại bị thượng thần Thiên Huyên ngăn lại, bà ta nhìn chằm chằm vào đằng xa bình tĩnh nói, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Giọng bà ta rất lớn, cường giả ở cả thiên hành sinh mệnh giới đều nghe rất rõ, thế là gương mặt họ đều hiện lên vẻ yên tâm. Nếu thượng thần Thiên Huyên đã nói thế thì chắc chắn không có vấn đề gì. Thượng thần Thiên Huyên đột nhiên nói. Mọi người lùi lại, các cường giả của nền văn minh thiên hành cung kính chào bà ta, sau đó đều lùi lại. Thượng thần Thiên Huyên bỗng giả vờ vung tay lên, các ngươi cũng lùi đi. Đám cường giả bí ẩn phía sau bà ta cũng cung kính chào, sau đó đi chỗ khác. Lúc này một người phụ nữ bỗng bước đến cạnh bà ta, mặc một bộ váy trắng, nhan sắc tuyệt vời. Thượng thần Thiên Vân. Thượng thần Thiên Huyên nhìn đằng xa, Thiên Vân, bà đang đánh cược rất lớn. Thượng thần Thiên Vân nói, hắn sẽ không làm hại cây sinh mệnh thiên hành. Thượng thần Thiên Huyên nói, nhất niệm, thượng thần Thiên Vân gật đầu. Thượng thần Thiên Huyên nhắm mắt lại, ác đạo minh chết tiệt. Thật ra bà ta và thượng thần Thiên Vân đã biết Diệp Quân đang ở thiên hành sinh mệnh giới từ trước. Sở dĩ bà ta không chủ động đến tìm là vì bà ta không muốn tiếp tục bị ác đạo minh tính kế nữa, bao gồm cả cái chết của mục tướng cũng nằm trong kế hoạch của hai người họ.
Nếu mục tướng không chết, chuyện này sẽ không kết thúc, vì mục tướng đã đồng ý liên minh với ác đạo minh, mầm mống tai họa này nhất định phải chết, mà hai người họ vì thân phận, lại không thể tự tay giết mục tướng, cho nên họ chỉ có thể để Diệp Quân giết. Nhưng họ không ngờ Diệp Quân lại cướp cây sinh mệnh thiên hành đi, Thượng Thần Thiên Huyên nói, cấp bậc huyết mạch của hắn cao hơn huyết mạch thiên hành của chúng ta, thanh kiếm trong tay hắn. Nói rồi ánh mắt bà ta hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. Bà ta có cảm giác thanh kiếm đó có thể phá hủy mọi thứ. Đây chắc chắn không phải là thứ có thể tồn tại ở nền văn minh cấp thấp, người tạo ra thanh kiếm này là người cực kỳ mạnh. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao bà ta lại cùng bày mưu tính kế với Thượng Thần Thiên Vân. Vì bà ta đã nhận ra thiếu niên kiếm tu này không bình thường, cứ tiếp tục như thế e là sẽ gây họa cho nền văn minh thiên hành. Bà ta không giống mấy người mục tướng, bà ta là người từng trải nhiều, bà ta cũng giống Thượng Thần Thiên Vân chưa bao giờ nghĩ nền văn minh thiên hành đã vô địch toàn vũ trụ. Ví dụ như vũ trụ vô gian gần nhất rất không bình thường, ngay cả cường giả cấp bậc như thiên hành chủ cũng có thể bị vây khốn, thì đáng sợ cỡ nào. Bà ta và Thượng Thần Thiên Vân đều có sự kính sợ với vũ trụ này. Thượng Thần Thiên Huyên bỗng nói, nhị điện chủ đó vẫn còn ở trong điện nội các. Thượng Thần Thiên Vân nói, đi gặp xem sao, hai người phụ nữ cùng biến mất khỏi đó. Lúc nhìn thấy Thượng Thần Thiên Huyên và Thượng Thần Thiên Vân, Khâu Bạch Y lặng thinh, ông ta biết mình đã thất bại. Mục đích ban đầu của ông ta là muốn lợi dụng cái chết của mục tướng để khiến mâu thuẫn với Diệp Quân và nền văn minh thiên hành trở nên gay gắt, khiến cả hai sống chết với nhau, nhưng giờ xem ra là thất bại rồi. Mục tướng chết đi, người làm chủ tình thế là hai người trước mặt này. Mà hai người này cùng xuất hiện ở đây, ông ta đã rõ mọi chuyện. Khâu Bạch Y bỗng đứng dậy, sau đó cười nói, đi, ta đi đây, nói rồi ông ta xoay người bỏ chạy. Nhưng một luồng sức mạnh bí ẩn bao phủ lấy ông ta. Khâu Bạch Y dừng bước, mỉm cười nói, vũ trụ vô gian. Thượng Thần Thiên Huyên nhớn mày, đe dọa ta à? Ngay khi Khâu Bạch Y định nói gì đó, Thượng Thần Thiên Huyên đã đấm ông ta một cú. Khu vực chỗ Khâu Bạch Y bị lõm xuống, nhưng lúc này Khâu Bạch Y bỗng nhón chân lên, sau đó biến mất. Thượng Thần Thiên Huyên nhíu mày. Thượng Thần Thiên Vân nói, ông ta che giấu thực lực. Ánh mắt Thượng Thần Thiên Huyên trở nên lạnh lùng, Thượng Thần Thiên Vân nói, Tịnh An. Tịnh An bước từ bên ngoài vào, cô ta chào hai người, Thượng Thần Thiên Vân đi đến trước mặt Tịnh An, sau đó dịu dàng xoa đầu Tịnh An, đi tìm hắn. Nói cho hắn biết ác đạo minh sắp ra tay với hắn rồi. Tịnh An gật đầu, vâng, nói xong cô ta xoay người đi. Thượng Thần Thiên Vân nói, khoan đã. Tịnh An dừng bước, xoay người nhìn Thượng Thần Thiên Vân. Thượng Thần Thiên Vân mỉm cười, bà ta xòe ta ra, một bùa lệnh bí ẩn xuất hiện trước mặt Tịnh An. Tịnh An hơi khó hiểu, đây là, Thượng Thần Thiên Vân nói, ám lệnh. Có thể điều động tất cả cường giả trong ám điện của nền văn minh thiên hành, họ đều có trách nhiệm thu thập thông tin về vũ trụ, từ bây giờ trở đi họ nằm dưới sự quản lý của con. Mắt Tịnh An sáng lên, đều thuộc về con. Thượng Thần Thiên Vân gật đầu, ừ. Tịnh An vội nhận lấy lệnh bài, sau khi ra khỏi đại điện, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch lên, bắt đầu từ bây giờ cô ta đã trở thành thủ lĩnh tình báo của nền văn minh thiên hành. Quan chấp hành đứng đầu. Bây giờ cô ta không thích vị trí đó nữa. Thiên Huyên chủ, mục tiêu hiện giờ của cô ta là Thiên Huyên chủ. Mặc dù tạo phản hơi nguy hiểm nhưng rất kích thích. Nhìn theo bóng lưng Tịnh An rời đi, Thượng Thần Thiên Huyền mới nói, con bé này có máu phản nghịch. Thượng Thần Thiên Vân cười nói, vậy thì càng tốt. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt diễm lệ của Thượng Thần Thiên Huyền, chính xác. Thượng Thần Thiên Vân đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ý cười dần tắt. Sở dĩ bảo Tịnh An đi tìm Diệp Quân là vì bà ta biết rằng, tuy hắn xem văn minh thiên hành như kẻ địch, nhưng tuyệt đối sẽ không trở mặt với Tịnh An và Nhất Niệm. Để Tịnh An quản lý ác ám điện cũng là để âm thầm giúp đỡ hắn. Chuyện đã dùm beng đến nước này, văn minh thiên hành chỉ có thể nhờ vào Tịnh An và Nhất Niệm để hòa giải với Diệp Quân. Như nghĩ đến điều gì đó, Thượng Thần Thiên Vân chợt hỏi, quan chấp hành đứng đầu đang ở đâu? Thượng Thần Thiên Huyền hạ giọng, đang điều tra Nhất Điện chủ đến giờ vẫn chưa ra mặt kia. Thượng Thần Thiên Vân gật gù với vẻ nặng nề, ác đạo minh không đơn giản như vẻ bề ngoài, phải cẩn thận.
Sát ý lóe lên trong mắt Thượng Thần Thiên Huyền, lần này chúng dám giở trò với Văn Minh Thiên Hành chúng ta, có cần phải? Thượng Thần Thiên Vân lắc đầu, tạm thời không được. Ác đạo Pháp Thần vẫn còn ở trong thời không đặc biệt tại vũ trụ vô gian, chưa phải lúc để trở mặt. Thượng Thần Thiên Huyền im lặng, mặt lạnh như băng giá, cảm giác không thể phát tiết bực bội này khiến bà cực kỳ khó chịu. Thượng Thần Thiên Vân lại nói, chúng ta cũng nên tỉnh ngộ lại. Văn Minh Thiên Hành bị lợi dụng lần này là vì chúng ta quá mức tự phụ, không xem các văn minh khác ra gì. Nhị Điện Chủ đã lợi dụng điều này để châm ngòi mâu thuẫn giữa chúng ta và Diệp Quân, để ác đạo Minh làm ngư ông đắc lợi. Thấy Thượng Thần Thiên Huyền cất bước đi xa, bà ta ngạc nhiên, bà đi đâu đấy? Thượng Thần Thiên Huyền lạnh lùng đáp, cục tức này ta nuốt không trôi. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, chỉ cho ác đạo Minh của hắn cũng phải ngậm đắng mà thôi. Rồi bà ta biến mất cuối chân trời. Thượng Thần Thiên Vân nhoẻn cười, thế thì tốt. Vì chính bà ta cũng không nhịn nổi cơn giận này. Sau khi rời khỏi Văn Minh Thiên Hành, Khâu Bạch Y đi đến một vùng tinh không, nhìn về hướng cũ mà lắc đầu cười. Xem ra ông ta vẫn đánh giá thấp nơi này rồi. Kế hoạch châm ngòi để Văn Minh Thiên Hành và Diệp Quân đấu đá ngươi chết ta sống xem như đổ sông đổ bể. Đồng thời ông ta cũng âm thầm bội phục Thượng Thần Thiên Vân và Thượng Thần Thiên Huyền. Diệp Quân và Nhất Niệm bắt tay nhau giết nhiều cường giả Văn Minh Thiên Hành như vậy mà hai người này nói cho qua là cho qua, đúng là không tầm thường. Khâu Bạch Y bất chợt xoay người, thấy một người phụ nữ đeo mặt nạ mỏng tang đứng gần đó. Ông ta ngạc nhiên, Thượng Thần Thiên Huyền. Đối phương đáp lạnh tanh, Thượng Thần Thiên Huyền là ai? Ngươi nói gì ta không biết. Khâu Bạch Y sa sầm mặt khi nhận ra bà ta muốn gây sự, nào ngờ vừa mở miệng thì đối phương đã đấm tới. Quỳnh! Tinh không tĩnh lặng bốn phía tan chảy khiến ông ta biến sắc. Huỵch! Khâu Bạch Y bị đấm bay đi mấy trăm nghìn trượng trong nháy mắt. Người phụ nữ kia không chịu buông ta, vừa vung tay lên thì nghe ông ta kêu lên, Thượng Thần Thiên Huyền. Bà muốn làm gì? Bà ta tỉnh bơ, Thượng Thần Thiên Huyền nào? Lộn người rồi. Nói xong thì vò tới đấm vào mặt Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y! Trong một vùng tinh không nọ, có một tòa tháp lẳng lặng trôi nổi. Bên trong, Diệp Quân ngồi xếp bằng với thân thể đang dần lành lại. Nhất Niệm ngồi xổm đối diện hắn, hai tay chống cằm, hai mắt lấp lánh nhìn Diệp Quân. Tuy Thượng Thần Thiên Huyền không xuống tay tới cùng nhưng Diệp Quân vẫn bị thương nặng, hiện đang nhờ tinh thể vĩnh hằng và cây thần tự nhiên để hồi phục. Nhất Niệm thì ngồi đó trông chừng. Một hồi sau, Diệp Quân mở mắt. Nhất Niệm lập tức cười tâu. Diệp Quân cũng mỉm cười, xoa đầu cô, nướng thịt dê thôi. Hai mắt Nhất Niệm sáng rỡ. Đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt họ. Là Tịnh An, cô ta cũng có quen biết với tiểu tháp nên có thể đi thẳng vào trong. Đang nướng thịt dê à? Hai mắt Tịnh An cũng rực sáng. Diệp Quân cười nói, lại đây ăn chung. Tịnh An gật đầu lia lịa. Một hồi sau, ba người ngồi vây quanh đống lửa, nơi một con dê đang được nướng đến vàng rụm. Hương thịt túa ra khiến Tịnh An và Nhất Niệm không cầm được nước bọt. Áng chừng đã chín rồi, Diệp Quân cho thêm các loại gia vị từ hệ ngân hà, khiến hai cô gái chảy rãi ròng ròng. Hắn xé hai đùi dê xuống đưa sang, bọn họ không chút khách khí, lập tức ngấu nghiến nó. Nhìn hai cô gái ăn như hổ đói, hắn bật cười. Lại nghe Nhất Niệm hỏi Tịnh An, sao ngươi lại chạy ra đây? Tịnh An ăn không dứt miệng, đặt một lệnh bài xuống trước mặt Nhất Niệm, từ giờ ngươi phải gọi ta là Tịnh An Điện Chủ. Diệp Quân. Nhất Niệm nhíu mày, Tịnh An Điện Chủ. Tịnh An kiêu ngạo, chính xác, bây giờ ta đã quản lý ám điện của Văn Minh Thiên Hành, trở thành thủ lĩnh tình báo của họ rồi. Diệp Quân im lặng liếc nhìn. Nhất Niệm vừa nhai vừa nói, sư phụ bảo ngươi đến tìm chúng ta à? Tịnh An gật đầu, không hề giấu giếm. Thấy Nhất Niệm nhìn mình, Diệp Quân chỉ cười không nói. Tịnh An lại ngoạm vào đùi dê, nhai nhai một hồi rồi nói, có hai chuyện. Thứ nhất, ác đạo Minh đang bày bố một thế trận lớn. Ta đã điều tra ra cái tên hiện hữu trên đăng thiên vực kia đã lựa chọn theo y, ngoài ra ngươi còn là mục tiêu của tất cả cường giả ở một nơi tên Ly Hận Thiên. Cô ta kể lại việc mình đưa thần trạch đến Đại Chu để bắt Chu Phạm nói chuyện.
Diệp Quân nghe xong thì khẽ nhíu mày. Dạo gần đây hắn đang phải tập trung cao độ cho Văn Minh Thiên Hành, không ngờ nhị điện chủ kia lại có nhiều động tác đến vậy. Tịnh An lại nói, có thể thấy nhị điện chủ đang liên lạc với nhiều cường giả và thế lực cấp cao, cụ thể là ai thì đang điều tra. Diệp Quân, còn Văn Minh Thiên Hành. Tịnh An rơi vào im lặng, không tiếp tục ăn nữa, một hồi sau mới nói, Mục Tương đã chết, Văn Minh Thiên Hành hiện do sư phụ quản lý, bà ấy muốn giải quyết ác đạo minh trước. Diệp Quân lẳng lặng cắn một miếng thịt, nghe Tịnh An nói tiếp, ta hiện đang điều tra nhất điện chủ, nhưng người này quá bí ẩn, chúng ta không biết gì nhiều. Ngoài ra ngươi còn phải đề phòng nhị điện chủ, ông ta có sức phá hoại rất lớn, vẫn đang bố trí bẫy dập sau lưng để giết ngươi. Diệp Quân gật gù, được. Tịnh An liếc nhìn một cái rồi không nói gì thêm, chẳng mấy chốc sau cả ba đã chén sạch con dê nướng. Diệp Quân đứng dậy, hai người đi chơi đi, ta ra ngoài làm việc chút. Rồi hắn rời khỏi tiểu tháp, nhìn về nơi xa với sát ý trong mắt, nhị điện chủ muốn chơi chứ gì. Vậy ta chiều. Rồi hóa thành kiếm quang biến mất. Bên trong tháp, Tịnh An đưa tay huých nhất niệm, quả thiên hành ngon không? Nhất niệm không đáp mà lấy ngay một quả đưa sang. Toàn bộ cây đã nằm ở trong tháp nên đều thuộc sở hữu của cô ta và Diệp Quân. Tịnh An lại không nhận lấy mà thở dài. Nhất niệm hỏi, sao thế? Tịnh An đặt khúc xương trong tay xuống, ta biết vì sao sư phụ đưa ta lên làm điện chủ ám điện, cũng biết vì sao lại bảo ta đến tìm các ngươi, là muốn thông qua ta để hóa giải ân oán giữa Diệp Quân và Văn Minh Thiên Hành. Ta biết bây giờ mở miệng khuyên nhủ là không có nghĩa khí, bởi các ngươi đã mất rất nhiều người ở nơi này, nhưng ta thật sự không muốn thấy mọi người chiến tranh nữa. Cô cúi gằm mặt. Nhất niệm vươn tay nắm lấy Tịnh An, nói, đừng nghĩ nhiều vậy, sau này cho dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn là bạn thân nhất. Năm ấy khi cô trở thành mục tiêu của Văn Minh Thiên Hành, chính Tịnh An đã đứng ra bảo vệ cô. Vì vậy cho dù bây giờ đã không còn cảm tình với Văn Minh Thiên Hành, Nhất Niệm vẫn vô cùng thân thiết với Tịnh An và Thượng Thần Thiên Vân. Cả hai là những người thân thiết nhất với cô. Tịnh An lại nói, Nhất Niệm, chúng ta hợp tác nhau quản lý Văn Minh Thiên Hành đi. Nhất Niệm nhìn theo, nghe Tịnh An nói, ta không thích Văn Minh Thiên Hành bây giờ. Để thay đổi nó, ta phải khống chế nó trước, chúng ta cùng nhau làm đi. Nhất Niệm suy nghĩ một hồi, ta có thể giúp, nhưng ta sẽ không trở về. Tịnh An gật đầu, cũng được. Với cô ta thì bản thân hay Nhất Niệm quản lý Văn Minh Thiên Hành cũng là như nhau. Hơn nữa cô ta tin rằng đợi cô ta tiếp quản rồi, Diệp Quân và Nhất Niệm cũng sẽ không ghét Văn Minh Thiên Hành nữa. Nghĩ kỹ rồi, sau khi hoàn toàn nắm giữ nơi đó, cô sẽ tự tay loại bỏ điều luật cấm kết hôn với người ngoại giới trong thần pháp ngay trước mắt mọi người. Cô sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất từ trước đến nay cho Nhất Niệm. Cô sẽ biến Nhất Niệm trở thành người lộng lẫy nhất vũ trụ. Cô sẽ dùng quả thiên hành để chiêu đãi khách quý. Và sẽ thêm vào thần pháp một điều luật, rằng sau này khi hủy diệt vũ trụ cũng phải trừ lại thịt dê và kẹo hồ lô. Diệp Quân đã đến Đăng Thiên Vực. Hôm nay Đăng Thiên Vực vẫn náo nhiệt phồn hoa như cũ, vô số cường giả của các nền văn minh vũ trụ đều lục tục tới đây tìm cơ duyên, nhưng cũng có một số người tới đây để tu luyện. Linh khí ở đây nồng đậm hơn nhiều so với những nơi khác. Dù sao đây cũng là nơi có đại đạo hiện hữu. Đương nhiên, vẫn có nhiều người tới đây để tìm cơ duyên hơn, nhất là những thiên chi kiêu tử, bọn họ tới đây đều hy vọng được đại đạo hiện hữu để mắt tới. Chỉ cần được đại đạo hiện hữu để mắt thì sẽ một bước lên trời, có ai không muốn đi đường tắt này chứ? Trên con đường tu luyện này, có chỗ dựa và không có chỗ dựa vẫn rất khác nhau. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên cửu trọng thiên, hắn tiến lên một bước, những người khác cũng đã tới cửu trọng thiên của Đăng Thiên Vực. Dưới cổng đá có một thiếu niên đang đứng. Trần Tuế Nguyệt. Gã che giấu hơi thở, không nhìn ra được cảnh giới. Khi Trần Tuế Nguyệt nhìn thấy Diệp Quân, gã cười khẽ, Diệp công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Quân gật đầu bảo, lần này ta tới là để tìm sư phụ ngươi. Trần Tuế Nguyệt đáp, hiện giờ sư phụ đang bế quan, không tiện ra ngoài. Diệp Quân nhìn Trần Tuế Nguyệt, tốt nhất ông ta hãy xuất hiện. Trần Tuế Nguyệt nhìn thẳng vào Diệp Quân, Diệp công tử muốn hoàn thành thỏa thuận 3 năm trước thời hạn à?
Diệp Quân chậm chậm đi về phía cổng đá, Trần công tử, ta nói lại lần cuối, ta tới đây để tìm sư phụ ngươi. Trần Tuế Nguyệt hơi nheo mắt, sư phụ ta hiện giờ không tiện ra ngoài. Diệp Quân gật đầu, khi bàn chân hắn đặt xuống, một luồng kiếm quang đã phóng tới trước mặt Trần Tuế Nguyệt. Con người Trần Tuế Nguyệt co rụt lại, hai tay nắm chặt, chỉ trong nháy mắt, thời không xung quanh gã đã trở nên vặn vẹo một cách kỳ lạ. Điều khiển thời không Tuế Nguyệt. Nhưng thành tựu thời không của gã làm sao có thể so sánh được với Diệp Quân hiện tại. Chỉ thấy ý kiếm của Diệp Quân đã xuyên qua thời không bị bóp méo kia một cách quái dị, phóng thẳng đến trước mặt Trần Tuế Nguyệt. Trần Tuế Nguyệt kinh hãi, đưa hai tay lên chắn trước mặt. Ầm. Sau một tiếng nổ vang dội, Trần Tuế Nguyệt lập tức bị hất văng ra cả nghìn trượng, mà gã vừa dừng lại, một thanh ý kiếm đã dừng ngay trước trán khiến gã đờ người tại chỗ. Diệp Quân không nhìn gã mà đi về phía cổng đá. 2. Lúc này một tiếng thở dài chợt vang lên trong cánh cổng đá, tiếp đó, đại đạo hiện hữu từ từ xuất hiện. Diệp Quân dừng bước. Đại đạo hiện hữu nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp, mới không gặp một thời gian ngắn mà thực lực của vị Diệp công tử này đã lại có sự thay đổi kinh thiên động địa. Đúng là yêu nghiệt. Diệp Quân nói, tiền bối, ta nghe nói ngài đã đầu hàng nhị điện ác đạo minh. Đại đạo hiện hữu im lặng. Diệp Quân nhìn đại đạo hiện hữu chờ câu trả lời. Đại đạo hiện hữu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân cười, không nói gì. Hắn xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trong tay. Hắn nhẩm niệm, chiếc nhẫn từ từ bay đến trước mặt đại đạo hiện hữu. Trong nhẫn có hơn 200.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Thấy vậy, đại đạo hiện hữu hơi khó hiểu. Diệp Quân nói, cha ta nợ. Thêm cả tiền lãi, hiện giờ ta trả lại toàn bộ. Đại đạo hiện hữu hơi bất ngờ, không biết Diệp Quân có ý gì. Mà lúc này Diệp Quân lại nói, món nợ của cha con chúng ta đã trả xong, bây giờ chúng ta nên tính món nợ mới rồi. Đại đạo hiện hữu hơi híp mắt, một khắc sau, thời không trước mặt nó bỗng tách ra, một thanh kiếm phóng ra mà không hề báo trước. Tay phải của đại đạo hiện hữu nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Bùm! Ý kiếm bị một quyền này ép ngừng lại tại chỗ. Nhưng giây tiếp theo, thời không xung quanh đại đạo hiện hữu lại biến thành một ô vuông quỷ dị, vô số ý kiếm bay ra. Thấy cảnh này, trong lòng đại đạo hiện hữu cả kinh, nó vừa định ra tay thì lúc này Diệp Quân đã chém kiếm thanh huyên xuống. Nhất giới Tuế Nguyệt. Đại đạo hiện hữu vẫn chưa phản ứng lại, thời không nơi nó đứng trở nên hư ảo, mà cơ thể nó cũng bắt đầu biến mất. Diệp Quân xòe lòng bàn tay. Chiếc nhẫn không gian trước mặt đại đạo hiện hữu lại bay về trong tay hắn. Không chỉ thế, chiếc nhẫn không gian trên người đại đạo hiện hữu cũng bay vào trong tay hắn. Diệp Quân quay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước hắn đã chợt nhíu mày, hắn quay lại nhìn đại đạo hiện hữu. Lúc này, đại đạo hiện hữu đã hoàn toàn trở nên hư ảo, giống như một làn khói xanh. Đại đạo hiện hữu nhìn Diệp Quân nhưng lại nở nụ cười. Diệp Quân im lặng không nói gì. Đại đạo hiện hữu trước mắt này không phải bản thể mà chỉ là phân thân. Đại đạo hiện hữu cười khẽ, Diệp công tử, đối thủ của ta không phải ngươi, mà là ông nội của ngươi. Nói xong nó hoàn toàn biến mất. Sau khi phân thân đại đạo hiện hữu biến mất, cửu trọng thiên bắt đầu bị phân mảnh từng chút một. Toàn bộ đăng thiên vực trở nên hỗn loạn, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lên cửu trọng thiên đang vỡ nát mà tỏ vẻ kinh hãi, chuyện gì xảy ra thế này? Trong cửu trọng thiên, có mấy luồng khí mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện, sau đó một ông lão tóc trắng dẫn theo 10 cường giả cảnh giới khai đạo xuất hiện ở nơi cách Diệp Quân không xa. Những người này bảo vệ Trần Tuế Nguyệt, nhìn Diệp Quân với vẻ đầy cảnh giác. Ông lão tóc trắng đi đầu nhìn Diệp Quân, chắp tay cung kính nói, Diệp thiếu, lúc trước Tuế Nguyệt đã đắc tội cậu, xin cậu thứ lỗi. Nói xong ông ta lấy ra một chiếc nhẫn không gian, chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Bên trong có 10.000 viên tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian, lắc đầu, ta với hắn tỷ võ trước thời hạn, không có ân oán nào khác, không cần phải làm thế. Nói rồi hắn quay người bỏ đi. Lúc này, Trần Tuế Nguyệt đột nhiên gọi, Diệp công tử. Diệp Quân dừng bước, quay người nhìn Trần Tuế Nguyệt, gã nhìn thẳng vào hắn, 3 năm sau, ta hy vọng chúng ta vẫn có thể đấu thêm một lần nữa. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được.
Nói xong hắn hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất ở nơi cách đó không xa. Sau khi Diệp Quân đi, nhóm ông lão tóc trắng đều thở phào nhẹ nhõm, tên tuổi của Diệp Quân hiện tại vang dội như sấm. Lúc trước họ chỉ nghe nói, hôm nay gặp rồi mới biết Diệp thiếu này còn mạnh hơn trong truyền thuyết rất nhiều. Mặc dù đại đạo hiện hữu kia chỉ là phân thân, nhưng thực lực cũng vượt xa cường giả cảnh giới diệt đạo thông thường, thế mà vẫn bị Diệp thiếu chém chết chỉ với một nhát kiếm. Thực lực này chỉ có thể nói là kinh người. Dường như nghĩ tới gì đó, ông lão tóc trắng quay lại nhìn Trần Tuế Nguyệt bên cạnh. Trần Tuế Nguyệt lại nhìn chăm chú về nơi Diệp Quân biến mất. Ông lão tóc trắng thầm thở dài, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tuế Nguyệt, đứa cháu này của ông ta sinh ra vì đạo, hiện giờ chắc chắn là tồn tại rực rỡ nhất thời đại này, nhưng lại gặp phải yêu nghiệt như Diệp Quân. Sinh không đúng thời. Trần Tuế Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, thua cũng được, thắng cũng được, nhưng phải có mục tiêu. Ông lão tóc trắng thầm thở phào nhẹ nhõm, điều ông ta sợ nhất là đạo tâm thối thất. May mà không như thế. Chẳng mấy chốc, mọi người đã rời đi. Sau khi Diệp Quân rời khỏi Đăng Thiên Vực thì đến Đại Chu, nhưng hắn không đi tìm Chu Phạn ngay mà một mình đến Hoàng Thành Đại Chu. Đường đi rộng lớn, người qua kẻ lại, vô cùng nhộn nhịp. Đại Chu ngày nay đã chính thức kết nối với vũ trụ Quan Huyên, không chỉ vậy hiện giờ cả Đại Chu đã bắt đầu tôn thờ Quan Huyên Pháp, đương nhiên ban đầu có rất nhiều trở ngại, nhưng không có ích, bởi vì nhóm người cốt lõi của Đại Chu đã kiên định quyết ủng hộ Chu Phạn. Vì thế dù có một số tiếng nói phản đối thì cũng nhanh chóng bị ép xuống, thật ra không bao lâu những người lên tiếng phản đối ấy cũng dần chấp nhận Quan Huyên Pháp, bởi vì Thư viện Quan Huyên. Ở Đại Chu cũng có Thư viện Quan Huyên, vừa mới thành lập không bao lâu, hiện viện trưởng đang là Chu Phạn. Khi Thư viện Quan Huyên vừa thành lập, rất nhiều thế lực và cường giả đều không tin, nhưng không lâu sau đó bọn họ phát hiện Thư viện Quan Huyên này thật sự rất lợi hại. Bởi vì bọn họ phát hiện bên trong có cường giả cảnh giới diệt đạo chỉ dạy, mà trong lịch sử Đại Chu chưa từng có cường giả cảnh giới diệt đạo, nhưng bây giờ thư viện này lại có, hơn nữa còn không chỉ có một người. Cường giả cấp bậc này làm giáo viên khiến cả Đại Chu và các tông môn dậy sóng. Ngoài ra, đãi ngộ của Thư viện Quan Huyên cũng rất tốt, có thể nói là bất kỳ tông môn hay thế gia nào, chỉ cần trong nhà không có người gia nhập Thư viện Quan Huyên thì chắc chắn sẽ bị người khác bỏ lại phía sau. Vì vậy, vô số thế gia tông môn đều xin gia nhập Thư viện Quan Huyên, không chỉ thế gia tông môn mà những gia tộc nhỏ, tông môn nhỏ bình thường và người dân thường cũng lần lượt tìm đến xin gia nhập Thư viện Quan Huyên, bởi vì đây là cơ hội thay đổi vận mệnh của họ. Nhất thời, Thư viện Quan Huyên trở thành nơi náo nhiệt nhất Đại Chu. Ngoài Thư viện Quan Huyên, trong Đại Chu còn có một thế lực mới nổi lên, danh tiếng không hề thua kém Thư viện Quan Huyên. Tiên Bảo Các. Sau khi Tiên Bảo Các vào Đại Chu, vì có Chu Phạn ủng hộ nên không lâu sau đã trở thành thương hội đứng đầu Đại Chu. Mà sau khi Tiên Bảo Các trở thành thương hội đứng đầu Đại Chu đã lập tức nối liền giao dịch của vũ trụ Đại Chu với các vũ trụ khác. Bởi vì trước đó Tiên Bảo Các đã lập rất nhiều trận pháp dịch chuyển, cho nên bây giờ khoảng cách giữa các vũ trụ được rút ngắn rất nhiều, giữa mỗi vũ trụ đều có trao đổi buôn bán với nhau. Nếu như là trước đây, Đại Chu vẫn tương đối rẻ chừng. Dù sao cũng sợ nền văn minh thiên hành. Nhưng hiện giờ Đại Chu có kiếm khí đó, đương nhiên họ không còn sợ nền văn minh thiên hành nữa. Nói tóm lại, Đại Chu hiện giờ đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Diệp Quân đi không lâu thì tới trước một lầu các. Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các lúc này vô cùng phồn hoa, người ra người vào vô số kể, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Quân đi vào trong các, rất rộng rãi, đủ để chứa mấy vạn người. Tất cả đều rất ngăn nắp, không hề lộn xộn. Lúc này một nữ tử tướng mạo thanh tú đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quân, hơi cúi người hành lễ rồi cười hỏi, xin chào, xin hỏi ngài cần gì? Diệp Quân nhìn nữ tử rồi cười đáp, ta muốn đến lấy chút tiền. Mặt nữ tử biến sắc, ngươi, định ăn cướp. Diệp Quân, cướp. Diệp Quân nghe cô gái thanh tú nói vậy, mặt lập tức tối sầm. Cô gái thanh tú do dự một chút rồi nói, công tử à, đây là Tiên Bảo Các, cướp ở đây, rất nguy hiểm, hay là công tử suy nghĩ lại đi. Diệp Quân tiến lên một bước, sau đó nghiêm túc nói, cô không biết ta à. Cô gái thanh tú quan sát Diệp Quân, khuôn mặt đỏ lên, tim đập thình thịch, hai ngón tay xoay tròn,
ngượng ngùng nói, công tử, tiên bảo các chúng ta không cho phép nói chuyện yêu đương trong lúc làm việc, công tử ta vẫn còn một canh giờ nữa mới tan làm. Diệp Quân. Lúc này, một người đàn ông mập mạp đi tới, nhìn thấy người đàn ông, cô gái thanh tú chợt biến sắc, cô ta vội chắp tay cung kính hành lễ, Tần quản sự. Người đàn ông mập mạp gật đầu, đi xuống đi. Cô gái thanh tú vội lui đi. Người đàn ông mập mạp nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cũng nhìn y, một lúc sau hai người ôm chặt lấy nhau. Người đàn ông mập mạp cười lớn, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Quân cười, đúng thế, đã lâu không gặp, Tần huynh. Người trước mắt chính là Tần Phong lúc trước khi còn ở hạ giới đã giúp đỡ hắn, sau này Tần Phong được mẫu thân của y đích thân thăng chức thành trưởng lão của Tiên Bảo Các. Một lúc sau, hai người đi đến tầng cao nhất của Tiên Bảo Các, đây là nơi tiếp khách tiêu chuẩn cao nhất của Tiên Bảo Các, chỉ có số ít người có tư cách đến đây. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn thấy một nửa hoàng thành Đại Chu. Tần Phong rót cho Diệp Quân một ly rượu rồi cười bảo, từ lần từ biệt ấy, chúng ta đã phải mấy năm rồi không gặp ấy nhỉ? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Tần Phong cười, thực lực của Diệp huynh bây giờ đã thâm sâu không thể dò được rồi. Nào, uống một ly đi. Nói rồi y cầm ly rượu lên. Diệp Quân cầm ly rượu lên, ly rượu chạm vào nhau, hai người một ngụm uống cạn. Diệp Quân hơi tò mò, Tần huynh. Sao huynh lại tới Đại Chu? Tần Phong đáp, vũ trụ Đại Chu là một nơi cực kỳ quan trọng, trưởng lão các và tiểu ái cô nương rất coi trọng, vì thế họ đích thân cử ta tới. Diệp Quân gật đầu, thì ra là vậy. Tần Phong cười, trước khi tới ta đã nghĩ có khi nào gặp được huynh không, nào ngờ thật sự gặp được rồi. Nói xong y lại nâng ly. Diệp Quân mỉm cười, hai người lại cụng ly rồi uống cạn. Tần Phong chần chừ một chút rồi bảo, Diệp huynh, có chuyện này ta không biết có nên nói với huynh không? Diệp Quân nói, huynh cứ nói đi. Tần Phong bảo, huynh còn nhớ Tịch Huyền cô nương không? Diệp Quân sửng sốt, sau đó một cô gái phi đao hiện lên trong đầu hắn. Đương nhiên hắn không quên được cô gái này, khi ở Thanh Châu, để bảo vệ hắn, cô ấy đã suýt bỏ mạng ở Thư viện Thanh Châu. Sau đó khi đến hệ Ngân Hà. Hắn cứ tưởng cô ấy sẽ đến đó, nhưng không phải. Hắn biết cô ấy đang cố ý tránh mặt mình. Diệp Quân nhìn Tần Phong, bây giờ cô ấy thế nào? Tần Phong đáp, lúc trước ta gặp cô ấy ở Thư viện Quan Huyên tại Vũ trụ Tiểu Quân một lần, nhưng hình như cô ấy đã quên chuyện quá khứ. Diệp Quân cau mày. Tần Phong nói, tình hình cụ thể thế nào ta cũng không rõ nữa. Trong mắt Diệp Quân hiện lên vẻ phức tạp. Khi nào giải quyết xong chuyện này, ta sẽ đi tìm cô ấy. Tần Phong cười, nào nào, uống rượu đi, hiếm lắm mới gặp được huynh mà. Diệp Quân cười, được. Hai người đã lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói, thoáng cái đã tới khi trời tối. Đêm khuya, trên lầu các chỉ còn lại một mình Tần Phong, trước mặt y có một chiếc nhẫn không gian, trong nhẫn có hàng vạn viên tinh thể vĩnh hằng, ngoài ra còn có một số bảo vật. Vẻ mặt Tần Phong khá phức tạp. Thật ra phần nhiều vẫn là cảm khái. Y cũng không ngờ tiểu kiếm tu Nam Châu chẳng ai coi trọng khi xưa lại là con trai của các chủ tiên bảo các. Y lại càng không ngờ mình lại vì một vài việc tốt trước đây mà đi được tới ngày hôm nay. Phải biết rằng bây giờ y đang nắm quyền rất lớn ở tiên bảo các, chắc chắn là nhân vật có máu mặt một phương. Tuy thực lực của y không cao, nhưng y có thể điều động vô số cường giả hàng đầu đáng gờm. Y không phải trưởng lão của một phân viện, y là trưởng lão của Tổng viện Tiên Bảo Các. Đương nhiên y biết rất rõ không phải y giỏi giang nhường nào, mà vì Tiên Bảo Các mạnh hơn y quá nhiều. Sở dĩ y có thể đi tới ngày hôm nay là vì khi xưa y đã lựa chọn đúng. Tần Phong lắc đầu cười, nâng ly rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Diệp Quân không đến Thư viện Quan Huyên mà đến Hoàng cung Đại Chu. Trong đại điện, Chu Phạn đang ngồi trên hoàng vị. Trước mặt cô ta là tấu sớ chất cao như núi. Sau khi lên ngôi, cô ta bắt đầu thực hiện cải cách rộng rãi, còn kết nối với vũ trụ Quan Huyên nên có rất nhiều việc phải làm. Đúng lúc này, bàn tay cầm bút của Chu Phạn chợt khựng lại, cô ta chậm rãi ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông đang đứng cách đó không xa. Chính là Diệp Quân. Chu Phạn nở nụ cười, về rồi à? Diệp Quân gật đầu,
đi tới bên cạnh Chu Phạn rồi ngồi uống, rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ta, dịu dàng nói, vất vả cho muội rồi. Chu Phạn dựa vào vai Diệp Quân, khẽ cười, có gì vất vả đâu. Không biết có bao nhiêu người muốn ngồi vào vị trí của ta kia kìa. Nói xong cô ta dừng một chút rồi nói tiếp, không lâu trước đây có một nhóm cường giả bí ẩn đến nền văn minh thiên hành. Diệp Quân nói, người của nền văn minh thiên hành. Sắc mặt Chu Phạn đột nhiên thay đổi, cô ta quay đầu lại nhìn Diệp Quân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Quân vuốt nhẹ mái tóc xóa sau vai Chu Phạn, dịu dàng bảo, đừng lo, ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Chu Phạn trầm giọng, sau đó lại có một cường giả nữa tới, người đó có lẽ không phải người của nền văn minh thiên hành. Diệp Quân nói, đến từ Ly Hận Thiên, tất cả đều là kế hoạch của vị điện chủ Ác Đạo Minh, ông ta muốn liên thủ với mấy thế lực hàng đầu để giết ta. Sự lo lắng trong mắt Chu Phạn lại hiện lên, cô ta nắm chặt tay Diệp Quân. Diệp Quân nói, thời gian này muội đừng rời khỏi Đại Chu. Chu Phạn gật đầu, ta biết, nhưng huynh. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, đến lúc ta đáp trả rồi. Lần này Nhất Niệm đã suýt chết ở nền văn minh thiên hành, sao hắn có thể bỏ qua chuyện này được? Nợ máu phải trả bằng máu. Hơn nữa chắc chắn Ác Đạo Minh sẽ không chịu dừng lại, mà hắn cũng không muốn ngồi yên chờ chết. Chiến đấu thôi. Diệp Quân không ở lại Đại Chu lâu, sau khi giải quyết xong chuyện cần làm, hắn bèn rời khỏi Đại Chu. Diệp Quân chợt gọi, Tịnh An. Tịnh An xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, trong tay cô ta đang cầm một cây kẹo hồ lô. Diệp Quân nói, giúp ta điều tra xem vị nhị điện chủ kia đang ở đâu. Tịnh An gật đầu, cô ta búng tay, thời không bên cạnh chợt rung lên, sau đó một đốm lửa chậm rãi bay ra. Tịnh An nói, điều tra nhị điện chủ của Ác Đạo Minh. Đốm lửa cung kính hành lễ, rồi lặng lẽ biến mất. Tịnh An quay đầu nhìn Diệp Quân, do dự giây lát rồi nói, sư phụ nói Ác Đạo Minh không đơn giản như vẻ bề ngoài, có cần gọi cô không? Diệp Quân lắc đầu khiến Tịnh An cảm thấy khó hiểu. Diệp Quân bình tĩnh nói, một đám lâu la thôi, không đáng để cô ra tay. Tịnh An chớp mắt, trong mắt có những ngôi sao nhỏ. Ở một tinh không nào đó, thời không bỗng tách ra, một bóng người đi ra. Chính là nhị điện chủ của Ác Đạo Minh Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y đi ra xong vỗ vào ngực mình, thở hổn hển. Ông ta bị Thượng Thần Thiên Huyên đuổi theo cả mấy vạn vũ trụ tinh vực. Đúng là khó tin. Khâu Bạch Y lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn thời không tinh vực sau lưng. Thấy thời không tinh vực ấy không có động tĩnh, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, phải công nhận rằng người phụ nữ này quá khó đối phó. Dọc đường đi, ông ta đã sử dụng mọi cách mới có thể thoát thân. Lúc này, thời không cách đó không xa bỗng sục sôi, sau đó thời không tách ra, một ông lão tóc trắng từ từ đi ra. Đằng sau ông lão còn có một nhóm cường giả đông đảo tới mấy chục người. Nhìn thấy ông lão tóc trắng, Khâu Bạch Y nở nụ cười nhưng cũng chỉ thoáng qua trong giây lát. Ông lão tóc trắng bước tới trước mặt Khâu Bạch Y rồi hỏi, sao thần trạch lại chết? Khâu Bạch Y khẽ thở dài, thực lực của tên Diệp Quân kia quá mạnh. Ông lão tóc trắng sầm mặt, một luồng sát ý đáng sợ dâng lên. Khâu Bạch Y chớp mắt rồi lùi lại mấy bước, trong mắt có vẻ kinh ngạc, rất kinh ngạc. Một lúc sau, ông lão tóc trắng từ từ nhắm mắt lại, thần trạch và Diệp Quân không thù không oán, sao Diệp Quân lại giết ông ấy? Khâu Bạch Y im lặng. Ông lão tóc trắng nhìn Khâu Bạch Y khẽ thở dài, là lỗi của ta, thần tông ông cũng biết Ác Đạo Minh ta và Diệp Quân có nợ máu. Hôm ấy ông ta thấy ta và thần trạch thế tử đi cùng nhau nên đã, ầy, đều là lỗi của ta. Thần tông im lặng. Khâu Bạch Y lại thở dài, Diệp Quân dựa vào người sau lưng, chẳng thèm coi thế lực nào ra gì, ầy. Thần tông nhìn thẳng vào Khâu Bạch Y, hắn đang ở đâu? Khâu Bạch Y vội nói, thần tông, ông đừng kích động. Thực lực của Diệp Quân không yếu, sau lưng hắn lại có mấy chỗ dựa. Ông đi tìm hắn có khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Thần tông âm trầm nói, vậy ông nghĩ thế nào? Khâu Bạch Y suy nghĩ rồi đáp, nói thật, gần đây Ác Đạo Minh ta cũng chuẩn bị ra tay với hắn, nhưng bên ta vẫn chưa đủ người, vì thế ông có thể chờ một thời gian, lâu nhất là vài ngày thôi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau giết hắn. Thần tông nắm chặt hai tay, khẽ run lên.
Khâu Bạch Y nghiêm túc nói, thần tông đại nhân, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Thần tông im lặng một lát rồi chậm rãi buông tay ra, nhị điện chủ, ta có một thỉnh cầu. Khâu Bạch Y bảo, ông nói đi. Thần tông nói, Ly Hận Trường Đồ, có thể trả lại cho Ly Hận Thiên ta không? Khâu Bạch Y hơi do dự. Thần tông nói tiếp, người sau lưng Diệp Quân mạnh như vậy, ta mà không có Ly Hận Trường Đồ thì không có tự tin đấu cùng hắn. Khâu Bạch Y nói, được. Nói xong ông ta đưa Ly Hận Trường Đồ cho thần tông. Thần tông mau chóng nhận lấy, ông ta nhìn Ly Hận Trường Đồ trong tay bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại nhìn Khâu Bạch Y, vậy ta chờ tin tức của nhị điện chủ. Nói xong ông ta quay người đưa đoàn người rời đi, biến mất ở cuối tinh không. Một ông lão bên cạnh thần tông trầm giọng bảo thần tông, ông tin lời của nhị điện chủ này à? Hai mắt thần tông lạnh đi, ta tin ông ta mới lạ đấy. Lão tử sống mấy triệu năm rồi mà lại bị ông ta lừa ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thần tông đương nhiên không tin lời Khâu Bạch Y, Diệp Quân và Ly Hận Thiên không thù không oán, sao có thể giết người của Ly Hận Thiên một cách vô cớ thế được? Hơn nữa, Diệp Quân còn có mối quan hệ tốt với một cường giả của Ly Hận Thiên. Vì thế ông ta đoán chắc cái chết của thần trạch có liên quan đến nhị điện chủ. Nhưng ông ta biết mình chỉ có thể giả vờ như không biết chuyện này, bởi vì dù là Diệp Quân hay nhị điện chủ thì Ly Hận Thiên cũng không thể động vào. Không giả ngu thì sẽ chết. Sở dĩ lần này ông ta đưa cường giả của Ly Hận Thiên tới không phải để trả thù cho thần trạch, mà vì Ly Hận Trường Đồ. Còn lời nói chờ tin tức của ông vừa nãy ông ta nói với Khâu Bạch Y đương nhiên chỉ để kéo dài thời gian. Thần tông quay đầu nhìn nơi sâu trong tinh không, sau đó dẫn đoàn người rời đi. Nhưng ông ta không phát hiện ra rằng trong Ly Hận Trường Đồ lóe lên một tia sáng yếu ớt, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, thần tông đang giận dữ nên không phát hiện ra điều này. Sau khi nhóm thần tông rời đi, Khâu Bạch Y mỉm cười rồi cũng đi. Ông ta vừa quay người đã bước qua vô số vũ trụ tinh hà. Không lâu sau, ông ta đến một tinh hà. Trong tinh hà này có một tuế nguyệt trường hà này kéo dài cả tinh vực, không nhìn thấy điểm cuối. Dưới ánh sáng của vô số vì sao xung quanh, cả tuế nguyệt trường hà trở nên rực rỡ chói mắt, đẹp đẽ vô cùng. Dưới đáy tuế nguyệt trường hà này có một người phụ nữ đang nằm, cô ta mặc chiếc váy dài màu tím, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền, không có dao động khí tức. Mà xung quanh tuế nguyệt trường hà còn có không ít cường giả. Mọi người đều đang vây quanh. Đây là nơi có tên Tuế Nguyệt Mỹ Nhân Giới. Không ai biết Tuế Nguyệt Trường Hà này xuất hiện ở đây từ khi nào, cũng không ai biết người phụ nữ tuyệt đẹp dưới đáy Tuế Nguyệt Trường Hà này là ai. Cũng từng có người muốn vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng hầu như những người đi vào đều không sống sót trở về. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người không tin ma quỷ, muốn vào trong xem có tìm được cơ duyên truyền thừa nào không. Vì thế mỗi năm đều sẽ có cường giả đi vào. Lúc này, một thiếu niên đến với tinh không này. Thiếu niên mặc cực kỳ sang trọng, trên mặt không hề che giấu vẻ bướng bỉnh, sau lưng y còn có hai ông lão. Hai ông lão này đều là cảnh giới khai đạo. Vẻ mặt hai ông lão nghiêm túc, thi thoảng mắt lại nhìn xung quanh, hết sức cảnh giác. Thiếu niên nhà giàu nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà, khẽ cười, Tuế Nguyệt Mỹ Nhân, quả nhiên người phụ nữ này rất tuyệt. Sau lưng thiếu niên, một ông lão trịnh trọng nói, nơi này khá kỳ quái, thiếu gia, chúng ta nhìn qua rồi đi nhé. Thiếu niên nhìn chằm chằm người phụ nữ trong Tuế Nguyệt Trường Hà, cười nói, nếu ta đoán không nhầm thì người phụ nữ này là một vị đại lão tuyệt thế, cô ấy ở đây chắc chắn là để tìm một yêu nghiệt tuyệt thế với thiên phú xuất chúng, vậy chẳng phải là đang chờ ta ư? Hai ông lão sau lưng thiếu niên nhà giàu nhìn nhau không nói. Thiếu niên nhà giàu lại nói, hai vị tôn lão, ta muốn vào trong xem thử. Nghe vậy, hai ông lão đều kinh hãi biến sắc, một ông lão vội nói, thiếu gia, nơi này cực kỳ nguy hiểm, không thể vào trong được. Ông lão còn lại cũng nói ngay, đúng thế thiếu gia, Tuế Nguyệt Trường Hà này vô cùng quỷ dị. Đừng nói là chúng ta, cho dù là những cường giả diệt đạo trước đây đi vào cũng khó ra được. Không thể mạo hiểm đâu. Thiếu niên nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà xa xa, ta nhất định phải có được cơ duyên mới, nếu không cả đời này cũng không thể cạnh tranh được với Trần Tuế Nguyệt và Diệp Quân. Trong vũ trụ hiện tại,
người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ đương nhiên phải kể đến Diệp Quân của Vũ Trụ Quan Huyên và Trần Tuế Nguyệt của Quang Âm Tuế Nguyệt Tông. Hai người là mục tiêu được vô số người trẻ tuổi theo đuổi. Hai ông lão còn muốn nói gì đó nữa nhưng thiếu niên lại nói, hai vị tôn lão, Thái Thượng Tông ta và Quang Âm Tuế Nguyệt Tông bọn họ vẫn luôn nổi danh ngang nhau, nhưng mấy năm nay vì bọn họ có Trần Tuế Nguyệt nên Thái Thượng Tông ta luôn bị đàn áp, các ông có cam lòng không? Trần Tuế Nguyệt. Nghe thấy cái tên này, hai ông lão đều thở dài. Thái Thượng Tông và Quang Âm Tuế Nguyệt Tông vẫn luôn nổi tiếng ngang nhau, cho đến khi Quang Âm Tuế Nguyệt Tông có Trần Tuế Nguyệt, sự cân bằng này đã lập tức bị phá vỡ. Vừa ra đời đã có đại đạo che chở, ai có thể so sánh được. Ngay cả Diệp Quân của Vũ Trụ Quan Huyên sợ rằng cũng không sánh được. Nhưng hai người biết rõ dù là Diệp Quân hay Trần Tuế Nguyệt đều không phải người mà thiếu gia của họ có thể so sánh. Thiếu gia của họ thế nào, họ biết rõ hơn ai hết. Vì thế hai người định khuyên một lần nữa, nhưng vào lúc này, thiếu niên bất chợt biến mất, khi xuất hiện lần nữa, y đã vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhìn thấy cảnh này, hai ông lão đều kinh hãi, vội vàng lao tới, nhưng vừa vào Tuế Nguyệt Trường Hà, họ và thiếu niên đều trở nên hư ảo, hơn nữa chẳng thể ra được. Hai ông lão đều tuyệt vọng. Mẹ kiếp! Cứ vậy chui đầu vào chỗ chết à? Đúng là ngu ngốc. Thiếu niên cầm đầu nhìn người phụ nữ chỗ sâu trong Tuế Nguyệt Trường Hà, y cảm giác đối phương nhất định sẽ cứu mình. Nhất định. Nhưng người phụ nữ đó không có động tĩnh gì. Nhận thấy tuổi thọ của mình đã sắp hết, thiếu niên cũng sắp chết. Lúc này, một luồng sức mạnh bí ẩn đột nhiên bao phủ lấy họ, sau đó kéo họ ra ngoài. Mà lúc này, thiếu niên đã bạc đầu, trở thành một ông lão tuổi xế chiều. Hai ông lão phía sau y lúc này đã biến thành xương khô. Ngươi là người của Thái Thượng Tông. Một giọng nói bỗng vang lên bên tai thiếu niên đã trở thành ông lão tuổi xế chiều. Thiếu niên ngơ ngác quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa. Người này chính là nhị điện chủ Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y cười, cô ta không thích người đâu, dù Trần Tuế Nguyệt có tới, cô ta cũng chẳng thích. Nói xong ông ta quay người rời đi. Thiếu niên mờ mịt nhìn về Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa. Khâu Bạch Y ngông nghênh đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà, ông ta chẳng quan tâm sức mạnh lưu thể của thời gian Tuế Nguyệt trong Tuế Nguyệt Trường Hà, đi thẳng tới trước mặt người phụ nữ. Ông ta xòe tay, một con ấn to bằng bàn tay chậm chậm bay lên từ lòng bàn tay ông ta. Con ấn sáng trong như ngọc, phía dưới khắc hai chữ Tuế Nguyệt, khi con ấn xuất hiện, sức mạnh Tuế Nguyệt trong Tuế Nguyệt Trường Hà đều gợn sóng lăn tăn như sóng nước. Lúc này người phụ nữ đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt, Tuế Nguyệt Trường Hà hóa thành từng luồng sáng bay vào mắt cô ta. Tất cả cường giả xung quanh đều kinh hãi, liên tục lùi về phía sau. Người phụ nữ từ từ bay lên, cô ta nhìn Khâu Bạch Y trước mắt không nói gì, trong hai mắt cô ta là hai Tuế Nguyệt Trường Hà. Khâu Bạch Y khẽ mỉm cười, Tuế Nguyệt Nữ, đã lâu không gặp. Tuế Nguyệt Nữ. Đến từ nền văn minh vũ trụ Tuế Nguyệt xa xôi, sống nhờ ăn thời gian Tuế Nguyệt, đã từng du hành khắp vũ trụ, ăn sức mạnh thời gian Tuế Nguyệt cả triệu năm, tu luyện thành thân xác Tuế Nguyệt bất diệt thần thể thứ hai của vũ trụ. Mà sở dĩ cô ta ngủ tại đây là vì muốn dùng sức mạnh thời gian Tuế Nguyệt của mình tu luyện linh hồn thành linh hồn Tuế Nguyệt bất diệt. Thân xác bất diệt chưa đủ, linh hồn cũng phải bất diệt mới được. Nhưng rất chậm. Có điều nếu như có ấn Tuế Nguyệt trong truyền thuyết này thì sẽ có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Nhất là bây giờ, cô ta chỉ còn cách linh hồn Tuế Nguyệt bất diệt một bước, nếu không có ấn Tuế Nguyệt, có lẽ cô ta còn phải cần mấy chục triệu năm nữa. Nhưng có con ấn này, ít nhất cô ta cũng có thể rút ngắn được mấy chục lần thời gian. Tuế Nguyệt nữ không nói gì, chỉ đưa tay ra, Khâu Bạch Y lắc đầu. Cô ta nhìn thẳng vào ông ta. Khâu Bạch Y cười, cô biết cô không giết được ta. Tuế Nguyệt Nữ nhìn Khâu Bạch Y không chớp mắt, một lúc sau cô ta rút tay về, cần ta làm gì? Khâu Bạch Y cười khẽ, giết một người, Tuế Nguyệt Nữ cau mày. Khâu Bạch Y nói, như cô nghĩ, không phải người bình thường. Đương nhiên, nếu là người bình thường thì ta cũng không cần phải lấy ấn Tuế Nguyệt ra tìm cô, đúng không? Tuế Nguyệt Nữ vẫn đưa tay ra. Khâu Bạch Y nhìn Tuế Nguyệt Nữ, cô phải thề, bây giờ xã hội ngày một tệ đi, rất nhiều người đã nuốt lời, ta thật sự rất sợ.
Tuế Nguyệt Nữ nhìn thẳng vào Khâu Bạch Y, ta chưa thất hứa bao giờ. Im lặng một lúc, Khâu Bạch Y nói, ta tin cô. Nói xong, ấn Tuế Nguyệt trong tay ông ta từ từ bay vào lòng bàn tay Tuế Nguyệt Nữ. Sau khi lấy được ấn Tuế Nguyệt, trong đôi mắt bình tĩnh của Tuế Nguyệt Nữ cuối cùng cũng gợn sóng. Một lúc sau, cô ta chậm rãi nhắm mắt, ấn Tuế Nguyệt trong tay bắt đầu hóa thành từng luồng sức mạnh Tuế Nguyệt bay vào đầu mày của cô ta. Khâu Bạch Y nói, ngày khai chiến, ta sẽ thông báo cho cô sau. Nói rồi ông ta quay người rời đi. Sau lưng ông ta, hơi thở của Tuế Nguyệt Nữ bắt đầu dần dần điên cuồng tăng lên. Sau khi Khâu Bạch Y đi, không bao lâu, ông ta đã đi qua hàng tỷ vũ trụ tinh hà, đến một vùng tinh không, cuối tầm mắt của ông ta có một hành tinh màu xanh. Hệ Ngân Hà. Khâu Bạch Y nhìn hành tinh màu xanh ấy rồi quay sang nhìn bên phải, cuối tầm mắt ông ta lại có một hành tinh màu đỏ khác. Khâu Bạch Y mỉm cười, đã lâu không gặp. Trên hành tinh màu đỏ ấy có một giọng nói ngưng tụ thành một đường thẳng, bay tới trước mặt Khâu Bạch Y, có chuyện gì? Khâu Bạch Y gật đầu, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Giọng nói ấy đáp, không giúp được. Sắc mặt Khâu Bạch Y trầm xuống ngay tức khắc. Giọng nói ấy tiếp tục cất lên, mọi thứ trong tương lai đều đã được định trước. Khâu Bạch Y cười rồi quay lại nhìn hành tinh màu xanh kia, ta đến đó dạo chơi nhé. Giọng nói kia, không được. Khâu Bạch Y nhíu mày, vì sao Diệp Quân đến được còn ta thì không? Ngươi đừng phân biệt đối xử. Giọng nói kia vang lên, phía sau hắn có chỗ dựa, sao ta phải tìm phiền phức cho mình? Khâu Bạch Y trầm giọng bảo, sau lưng ta cũng có chỗ dựa. Giọng nói kia, sau lưng hắn không chỉ có một người mà là rất nhiều người. Khâu Bạch Y nổi trận lôi đình, công lý ở đâu? Công lý ở đâu? Công lý ở đâu? Khâu Bạch Y rất tức giận, nhưng giọng nói ở hành tinh màu đỏ không đáp lại. Khâu Bạch Y im lặng. Một lát sau, ông ta lại nhìn hành tinh màu đỏ rồi nghiêm túc nói, ta biết ngươi thiếu một thứ, ta đã mang đến cho ngươi rồi. Nói rồi ông ta xòe tay ra, một chiếc tế đàn nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Giọng nói hơi kinh ngạc, tế đàn phong thiền, ngươi có bản lĩnh đấy, đến thứ này mà cũng tìm được. Khâu Bạch Y hỏi, có làm không? Giọng nói đáp ngay, không làm. Khâu Bạch Y cũng không nhiều lời nữa, lập tức quay lưng bỏ đi. Giọng nói, đợi đã. Khóe miệng Khâu Bạch Y nhếch lên tạo thành nụ cười, lúc này giọng nói chợt bảo, nếu ngươi đưa nó cho ta, tuy ta sẽ không giúp ngươi đi đánh Diệp Quân, nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không giúp Diệp Quân đánh ngươi. Mẹ kiếp! Khâu Bạch Y quay người, nổi cơn tam bành, ngươi điên rồi à? Hả? Giọng nói bình tĩnh cất lời, nếu ngươi không đưa thì bây giờ ta sẽ lập tức đi thông báo cho Diệp Quân, nói với hắn kế hoạch thật sự của ngươi. Để kế hoạch của ngươi sôi hỏng bỏng không, để mọi điều ngươi làm đều đổ sông đổ bể. Khâu Bạch Y nhìn chằm chằm hành tinh màu đỏ với ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí. Giọng nói, ngươi có đưa không? Khâu Bạch Y trầm giọng bảo, ngươi ép người quá đáng rồi đấy. Giọng nói hời hợt bảo, dù sao cũng không có ai biết ta sợ cái gì? Khâu Bạch Y. Giọng nói tiếp tục, một câu thôi, có đưa không? Khâu Bạch Y im lặng, không biết đang nghĩ gì. Giọng nói ấy phát ra tiếng cười, đừng nghĩ đến việc giết người diệt khẩu. Ngươi biết đấy, đừng nói là ngươi, cho dù người phía trên ngươi cũng không giết được ta. Nếu ác đạo đó có thể thoát được, dung nhập tu vi vạn thế, có lẽ có thể giết được ta. Khâu Bạch Y im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, ngươi làm như thế không thấy cắn rứt lương tâm à. Giọng nói bảo, nhị điện chủ, làm người phải làm sao cho có tâm. Ngươi tới đây tìm ta, mục đích vốn đã không thuần khiết, muốn kéo ta vào chuyện này, sao ngươi không nghĩ tới chuyện ngươi có cắn rứt lương tâm hay không? Khâu Bạch Y nhìn hành tinh màu đỏ, không nói gì. Giọng nói kia lại vang lên, ta và Diệp Quân không thù không oán, cũng không thù không oán với ác đạo minh của ngươi. Ta cũng không muốn kết thù với các ngươi, nhưng hôm nay ngươi đến tìm ta, hành vi này của ngươi hơi quá đáng đấy. Vẫn là câu nói đó. Nếu ngươi đưa tế đàn phong thiền cho ta thì ta sẽ không giúp cả hai bên. Nếu ngươi không đưa thì ta chỉ có thể bán đứng ngươi, đi xin lợi ích từ phía Diệp Quân thôi. Khâu Bạch Y im lặng một lúc rồi bật cười, đúng là gừng càng già càng cay, hôm nay được cho một bài học rồi.
Nói rồi ông ta xòe tay, tế đàn phong thiền trong tay bay vào trong hành tinh màu đỏ. Khâu Bạch Y nhìn hành tinh màu đỏ rồi quay người rời đi. Giọng nói đột nhiên vang lên, nhị điện chủ. Khâu Bạch Y dừng bước. Giọng nói kia bảo, tuy biết ngươi sẽ không nghe, nhưng ta vẫn muốn khuyên một câu, người có thể diệt được Dương gia chỉ có. Giọng nói còn chưa dứt, Khâu Bạch Y đã biến mất ở cuối tinh không vũ trụ. Rõ ràng là ông ta không muốn nghe. Trong tiểu tháp, Diệp Quân đứng dưới cây sinh mệnh thiên hành, xung quanh hắn có luồng linh khí màu xanh nhạt, đây là linh khí của cây sinh mệnh thiên hành, năng lượng của nó vượt xa tinh thể vĩnh hằng. Lúc này, Tịnh An và Nhất Niệm đi tới bên cạnh Diệp Quân, Tịnh An liếm kẹo hồ lô, ngửa đầu nhìn cây sinh mệnh thiên hành trước mặt rồi khẽ nói, không biết ăn cây này thì sẽ thế nào nhỉ? Diệp Quân. Nhất Niệm lườm Tịnh An, không ngờ cô lại có suy nghĩ này, đúng là đại nghịch bất đạo. Tịnh An cười hì hì, ta chỉ nói vậy thôi mà. Diệp Quân hỏi, nhị điện chủ có động tĩnh gì không? Tịnh An trầm giọng đáp, vừa nhận được tin ông ta đến Tuế Nguyệt Mỹ nhân giới, khi chúng ta tới nơi thì ông ta đã không còn ở đấy nữa. Nhất Niệm nói, ông ta đang tìm người giúp đỡ. Tịnh An gật đầu, đúng thế. Nói xong cô ta nhìn Diệp Quân. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, ám u. Một hư ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Quân, chính là ám u. Lần này ngoài Tần Phong ra, ám u cũng tới đây. Diệp Quân nói, liên lạc với mẹ ta. Ám u cung kính hành lễ, tuân lệnh. Nói xong ông ta lặng lẽ lui đi. Sau khi Khâu Bạch Y rời khỏi hệ Ngân Hà thì tới một dãy núi rộng lớn, núi non trùng điệp, không nhìn thấy điểm tận cùng. Khâu Bạch Y tiến lên một bước, chỉ một bước ông ta đã lên tới đỉnh một ngọn núi. Trên đỉnh núi chỉ có một túp lều tranh, trước lều có một vườn rau, trong vườn rau có một hòa thượng mặc áo cà sa thô đang nhổ cỏ. Khâu Bạch Y tới trước vườn rau, hơi cúi đầu hành lễ, Quy Vô Đại Sư, đã lâu không gặp. Hòa thượng dừng nhổ cỏ, quay đầu nhìn Khâu Bạch Y, thấp giọng thở dài, nhị điện chủ, vùng đất yên tĩnh nhỏ này của ta không gánh nổi nhân quả của ông đâu. Nhị điện chủ xòe tay ra, một cuốn sách cổ ố vàng xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Nhìn thấy cuốn sách cổ ố vàng này, trong mắt hòa thượng hiện lên gợn sóng, tay ông ta vô thức siết chặt. Gió bất chợt nổi lên. Nhị điện chủ nói, tâm kinh do Ma Kha Bất Diệt Phật năm xưa viết, từ khi Phật Pháp của Phật vũ trụ đột nhiên biến mất, kinh này cũng biến mất theo. Có thể là ta có duyên, khi xưa rơi vào tay ta nhưng ta lại không có duyên với Phật môn. Kinh thư này vẫn phải đưa cho người thật sự có duyên mới được. Hòa thượng Quy Vô thở dài, nhị điện chủ, ông đang hại ta đấy. Nhị điện chủ cười, ta muốn giết một người, sau lưng người này có ba kiếm tu cực mạnh, đại sư chỉ cần giữ chân một người cho ta là được. Hòa thượng Quy Vô hỏi, thực lực của ba kiếm tu này thế nào? Nhị điện chủ suy nghĩ rồi đáp, chắc chắn mạnh hơn ta một chút. Hòa thượng Quy Vô trầm giọng, nhị điện chủ, ta là hòa thượng, chắc ông sẽ không lừa người đi tu đâu đúng không? Nhị điện chủ nghiêm túc nói, đương nhiên. Hòa thượng Quy Vô vẫn hơi chần chừ. Nhân quả. Phật gia kỵ nhất là nhân quả, chỉ cần hôm nay gật đầu là sẽ có được bộ tâm kinh này, mà chỉ cần có được bộ tâm kinh này, ông ta sẽ lại đột phá một lần nữa, nhưng điều này cũng có nghĩa là ông ta phải đón nhận một phần nhân quả. Nhân quả chưa rõ. Thấy hòa thượng Quy Vô im lặng, nhị điện chủ cũng không vội, chỉ đứng đó chờ. Một lát sau, hòa thượng Quy Vô chợt nói, chỉ giữ chân thôi là được à? Nhị điện chủ gật đầu, chỉ giữ chân thôi là được. Hòa thượng Quy Vô chắp tay, lão nạp chỉ có thể giữ chân họ nhiều nhất một ngày thôi, ông thấy có được không? Nhị điện chủ gật đầu, được. Hòa thượng Quy Vô duỗi tay phải ra, bộ tâm kinh trong tay nhị điện chủ bay tới trước mặt ông ta. Khi cầm bộ tâm kinh lên, tay ông ta bắt đầu run, trong mắt cũng dần hiện lên sự hưng phấn. Là thật. Nhị điện chủ không nói gì, quay người rời đi. Sau khi nhị điện chủ đi, hòa thượng Quy Vô quay người đi vào túp lều tranh, trong lều có một chiếc hộp vàng. Ông ta đi tới trước chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra, trong hộp là một chiếc áo cà sa màu vàng. Cà sa nhân quả. Bắt nguồn từ Phật vũ trụ, là một trong 10 báu vật của Phật gia.
Chiếc áo cà sa này được một vị đại Phật siêu cấp của Phật vũ trụ dùng niệm nhân quả tạo thành, không chỉ vạn pháp bất xâm mà còn có thể tránh được mọi nhân quả. Hòa thượng Quy Vô thận trọng cầm áo cà sa lên, sau đó từ từ mặc vào. Đương nhiên ông ta vẫn không quá tin lời nhị điện chủ của Ác Đạo Minh nói. Nhị điện chủ nói chỉ mạnh hơn một chút, nhưng ông ta nghĩ có lẽ ít nhất phải mạnh hơn 2 phần hoặc 3 phần. Vì vậy vẫn phải cẩn thận. Một ngày, Hòa thượng Quy Vô nhìn áo cà sa nhân quả trên người mình, mỉm cười nhẹ, có lẽ không thành vấn đề. Sau khi Khâu Bạch Y rời khỏi đỉnh núi ấy, khi ông ta đặt chân phải xuống, người đã tới trước một hành tinh màu đỏ máu. Tinh cầu ấy như được tạo thành từ máu đông, tản ra địch khí và sát khí đáng sợ. Khâu Bạch Y nhìn hành tinh ấy, im lặng không nói gì. Vũ trụ này rất lớn, có rất nhiều cường giả đỉnh cấp vô danh, nhiều năm qua, thật ra ông ta vẫn luôn lôi kéo cường giả ở khắp nơi, sở dĩ Ác Đạo Minh có thể phát triển nhanh thế này, không thể thiếu công lao của ông ta. Khâu Bạch Y gạt mọi tâm tư, chợt cười bảo, sát chủ, đã lâu không gặp. Trong hành tinh màu đỏ máu ấy có một giọng nói chậm rãi vang lên, có thứ ta muốn không? Khâu Bạch Y gật đầu, ông ta xòe tay, một ngôi mộ to bằng lòng bàn tay xuất hiện. Lúc này, một luồng khí đáng sợ bất ngờ dâng trào trong hành tinh màu đỏ máu ấy, sau đó một bàn tay màu đỏ máu túm lấy Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y mặt không đổi sắc, khi bàn tay máu ấy hạ xuống, một vùng thời không hóa thành hư vô, mà Khâu Bạch Y đã cách xa hàng vạn trượng. Khâu Bạch Y bình tĩnh nói, sát chủ, ta sẽ không cho ông cơ hội ra tay lần thứ hai đâu. Sát chủ bỗng nở nụ cười, nhị điện chủ, ta chỉ đùa với ông thôi, đừng nghiêm túc thế. Khâu Bạch Y nói, giết một người, có làm không? Sát chủ đáp ngay, làm. Khâu Bạch Y gật đầu, 3 ngày nữa, ông hãy đến tìm ta. Nói xong ông ta quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một luồng sát ý đáng sợ bao phủ lấy ông ta, sau đó giọng của sát chủ lại vang lên, đưa nó cho ta trước. Khâu Bạch Y vung tay áo lên, sát ý thoáng chốc bị phá tan, đồng thời, huyết khí tản ra xung quanh hành tinh đỏ máu cũng giảm đi rất nhiều. Khâu Bạch Y hờ hững nhìn hành tinh màu đỏ máu, 3 ngày sau, hiểu chứ? Sát chủ không nói gì. Khâu Bạch Y cười, giết một người thôi mà, đối với sát chủ ông mà nói chỉ là chuyện còn con. Nhưng vẫn cần 3 ngày nữa, không vội. Nói xong ông ta biến mất trên bầu trời. Sau khi Khâu Bạch Y rời khỏi tinh vực ấy thì tới một tuế nguyệt trường hà, ông ta đi ra một bước, tới một thôn nhỏ. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt ông ta đã thay đổi, ông ta còn chưa phản ứng lại, một luồng sức mạnh kinh người đã hất ông ta ra khỏi thôn. Khâu Bạch Y ngẩng đầu nhìn, phía trước cách đó không xa, có một người phụ nữ mặc áo trắng từ tốn đi tới. Khâu Bạch Y khẽ mỉm cười, Tĩnh tông chủ, đã lâu không gặp. Trong giọng nói hiếm thấy có sự tôn trọng. Có người đã chết, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Tĩnh tông chủ. Tư Phàm Tịnh nhìn chằm chằm Khâu Bạch Y, không nói một lời, nhưng lại có một khí thế vô hình bao trùm. Đây là lần đầu tiên Khâu Bạch Y cảm thấy áp lực. Ông ta vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giải thích, nhưng bây giờ một câu cũng không nói ra được. Vì những lý do thoái thác kia đều là những lời hoa mỹ để lừa người khác. Khâu Bạch Y điều chỉnh tâm trạng, sau đó nghiêm túc nói, Tĩnh tông chủ, tại hạ đến đây là muốn nhờ tông chủ ra tay. Đừng có ý đồ gian dối gì với cao thủ chân chính thế này, trung thực là sự lựa chọn duy nhất. Tĩnh tông chủ không đáp mà tiến lên một bước. Sắc mặt Khâu Bạch Y thoáng chốc thay đổi, ông ta siết chặt tay, một khí thế mạnh mẽ dâng trào từ trong cơ thể ông ta. Chỉ trong nháy mắt tuế nguyệt trường hà ở xung quanh lập tức dâng cao lên 1000 trượng. Tư Phàm Tịnh chợt nói, dừng. Vừa nói xong, tuế nguyệt trường hà lập tức đứng yên, thời gian như ngừng lại. Không biết đã cảm nhận được điều gì, còn người Khâu Bạch Y co lại, trong thoáng chốc, ông ta rơi vào trong một thời không đen kịt, ông ta có thể nhìn thấy Tư Phàm Tịnh vẫn đang đứng tại chỗ nhìn ông ta. Ánh mắt cô ta rất bình tĩnh, không có chút dao động. Mà ông ta và cô ta đang cách nhau ngày càng xa. Cơ thể đang biến mất, linh hồn đang biến mất, ý thức đang biến mất. Lúc này, hai tay Khâu Bạch Y chợt siết chặt, một thanh kiếm bay ra từ trong tay áo bào của ông ta. Chiêu kiếm này hiện lên huyết quang nhàn nhạt. Xoẹt!
Kiếm chém mạnh xuống, một khe hở xuất hiện, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Lúc này, thời không xung quanh chợt biến ảo, trong nháy mắt, Khâu Bạch Y quay lại Tuế Nguyệt Trường Hà ban đầu, trên khóe miệng ông ta có một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Tư Phàm Tịnh vẫn đứng yên tại chỗ không có ý định di chuyển. Khâu Bạch Y lau đi máu tươi trên khóe miệng, mỉm cười nói, Tịnh Tông Chủ vẫn là Tịnh Tông Chủ vô địch đó, trên đời này ngoài đại ca của ta, Tịnh Tông Chủ chính là người ta khâm phục nhất. Tư Phàm Tịnh không nói gì mà xoay người rời đi. Khâu Bạch Y cũng im lặng, vì ông ta biết thật ra đòn tấn công khi nãy của người phụ nữ này chỉ là một kiểu kiểm tra. Trong mắt Khâu Bạch Y có ánh sáng phức tạp lóe lên, đương nhiên nhiều hơn hết là sự kính nể. Với cơ thể người phàm lại có thể tu luyện như thế này thật sự rất hiếm thấy. Mà người này vẫn còn khúc mắc trong lòng, nếu không thì thực lực của cô ta còn có thể nâng cao hơn nữa. Có điều ông ta hoàn toàn không dám nhắc tới một vài chuyện, nếu nói ra thì ông ta sẽ phải chết. Cuối cùng Khâu Bạch Y đưa mắt nhìn về phía xa, sau đó xoay người rời đi. Tư Phàm Tịnh cũng rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, đi tới một cái thôn nhỏ cũ nát, không có một bóng người. Tư Phàm Tịnh đến trước cổng thôn, cô ta ngồi trên một cái ghế xích đu cũ kỹ, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đất trời chỉ có tiếng gió gào thét. Sau khi Khâu Bạch Y rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, ông ta đi tới một bờ biển, trước mắt ông ta không xa có một người đàn ông đứng đó. Người đàn ông mặc áo choàng vải thô sạch sẽ, trên áo choàng khâu vá lởm chỏm, lão ta còn ôm một thanh kiếm gỗ trong tay. Trên mặt lão ta bị một sợi dây đen quấn quanh. Người đàn ông cứ ôm kiếm như thế, nhìn về phía biển khơi không nói không rằng. Khâu Bạch Y đi tới bên cạnh người đàn ông ta lấy một bầu rượu ra đưa cho người đàn ông không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy rượu, sau đó uống một ngụm lớn. Khâu Bạch Y nói, đây là lần cuối cùng ta đến uống rượu với huynh. Người đàn ông im lặng. Khâu Bạch Y cũng lấy một bầu rượu ra uống một hớp, sau đó nói, sư huynh, huynh cũng biết đấy, ta vẫn thấy không phục với sư phụ. Trước đây mọi thứ ta đều đứng đầu, nhưng sư phụ vẫn bồi dưỡng huynh như người thừa kế, ta biết ông ấy làm thế là vì ta không phải người, ta ngưng tụ từ ác niệm, cho nên sư phụ vẫn luôn xem thường ta. Thậm chí lo lắng ngày nào đó ta bỗng dưng tiêu diệt thế giới. Người đàn ông vẫn im lặng. Khâu Bạch Y nhìn biển sâu phía xa, nhẹ giọng nói, con người có câu nói rằng định kiến trong lòng con người chính là một ngọn núi lớn. Thời gian đầu khi ta còn ở tông môn, ta cho rằng mọi người sẽ thật sự chấp nhận ta. Nhưng sau đó ta chợt phát hiện, ngoài sư huynh thì khi ta còn yếu bọn họ sẽ coi thường ta, khi ta mạnh bọn họ lại kiêng dè ta, sợ ta, vì thế luôn nghĩ cách ngăn chặn ta. Nói xong, ông ta lắc đầu cười khẽ, thật ra ta không có suy nghĩ gì với việc làm tông chủ cả, sao ta có thể để ý thứ đó được. Dù có cho ta làm thì ta cũng không thèm eo em, sư huynh, huynh tin mà đúng không? Người đàn ông vẫn im lặng. Khâu Bạch Y nói tiếp, kiếp này chỉ có hai người đối xử tốt với ta, thứ nhất là sư huynh, còn nhớ năm đó khi lần đầu tiên đến tông môn, thiên phú của ta rất bình thường, nhưng sư huynh không chê ta, ngày ngày dẫn ta đi luyện kiếm. Dù sau đó biết được thân phận thật của ta, huynh vẫn đối xử với ta như lúc ban đầu, không hề có vẻ chê bai. Nói đến đây, ông ta lại uống một ngụm rượu lớn. Người đàn ông vẫn không nói gì. Khâu Bạch Y nói, dù sao thì ta vẫn rất nhớ khoảng thời gian ở lại tông môn, dù kết quả cuối cùng không được tốt lắm nhưng quá trình vẫn rất ổn. Nói xong, ông ta lại đặt một bầu rượu bên cạnh người đàn ông, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, người đàn ông chợt nói, không đánh lại thì đừng đánh nữa. Khâu Bạch Y dừng bước, ông ta cười khẽ, sư huynh, huynh nói xem cái gì là tà ác, cái gì là chính nghĩa. Người đàn ông im lặng. Khâu Bạch Y ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, từ trước đến giờ ở bất cứ nền văn minh nào cũng không có tà ác và chính nghĩa, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc, nếu chúng ta thua thì chúng ta sẽ trở thành nhân vật phản diện trong sách, ha ha. Lúc tiếng cười vang lên, ông ta đã biến mất ở cuối tinh hà. Người đàn ông che mặt đứng cạnh bờ biển khẽ thở dài. Trong tiểu tháp, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Diệp Quân đều không ngừng nghiên cứu thời không đặc biệt kia với Nhất Niệm và Tịnh An. Kiếm kỹ mạnh nhất của hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng ô vuông thời không, sau đó mượn kiếm Thanh Huyên làm môi giới, điều động hàng triệu thanh ý kiếm, đồng thời thi triển nhất giới Tuế Nguyệt.
kiếm chém xuống có thể làm mất đi 300 triệu năm tuổi thọ của đối phương. Đương nhiên nếu không điều động ba loại huyết mạch và hoàn toàn phong ma thì hắn cũng khó mà làm được, vì thứ này thật sự làm tiêu tốn quá nhiều sức lực của hắn. Hiện tại Nhất Niệm đang nghiên cứu cách để giảm thiểu việc tiêu tốn sức lực, nếu Diệp Quân có thể sử dụng liên tục hai lần cùng một lúc thì ai có thể chịu được chứ? Hai chiêu kiếm chém xuống mất đi 600 triệu năm tuổi thọ. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Mỗi ngày Tịnh An cũng đi theo học tập, cô ta cũng đã ăn một quả thiên hành, khoảng thời gian gần đây, thực lực của cô ta cũng đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt là thành tựu về thời không, dù vẫn không bằng Nhất Niệm và Diệp Quân nhưng cao thủ bình thường ở nền văn minh thiên hành vẫn không thể nào so sánh được. Đương nhiên cô ta cũng được hời rồi, vì những gì cô ta học đều là có sẵn. Lúc này, Nhất Niệm chợt nói, có một cách để giảm bớt tiêu hao chính là trồng chất thời không. Dứt lời, hai tay cô ta bắt đầu cua múa, thời không xung quanh cô ta chợt trở thành những cái hộp, chẳng mấy chốc, những cái hộp đó bắt đầu trở nên nặng nề. Thấy thế, Tịnh An và Diệp Quân đều kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, những cái hộp thời không kia bị Nhất Niệm xếp chồng lên nhau, mà không dừng lại ở đó, cô ta lại bắt đầu nén nó xuống. Lúc này, nét mặt Diệp Quân và Nhất Niệm nhất thời thay đổi. Vì bọn họ đều cảm nhận được sự nguy hiểm. Khuôn mặt Nhất Niệm cũng hơi tái, rõ ràng cô ta cũng rất vất vả. Nhưng Nhất Niệm cũng không từ bỏ, cô ta bắt đầu đè nén từng chút một, mà theo động tác của cô ta, xung quanh chợt xuất hiện uy áp thời không cực kỳ đáng sợ. Khi uy áp này xuất hiện, nét mặt của Diệp Quân và Tịnh An đều trở nên nặng nề. Dần dần, trên mặt Nhất Niệm xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong mắt Diệp Quân lộ vẻ lo lắng. Tịnh An cũng nhíu chặt mày, cảm thấy hơi bất an. Khi những ô vuông thời không này liên tục bị nén lại, uy áp thời không xuất hiện xung quanh cũng ngày càng mạnh hơn, mà sắc mặt Nhất Niệm cũng ngày càng tái đi, có thể nhìn ra cô ta đã sắp đến giới hạn rồi. Nhưng lúc này Diệp Quân và Tịnh An cũng không dám làm phiền cô ta nữa. Ngay sau đó, Nhất Niệm chợt nói kiếm. Diệp Quân vội mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Nhất Niệm, Nhất Niệm lập tức sử dụng ý niệm thao túng kiếm Thanh Huyên để nó đâm vào thời không đang bị đè nén kia. Oanh! Khi kiếm Thanh Huyên đâm vào, thời không bị đè nén rung động kịch liệt, sau đó dẫn tĩnh lặng trở lại, lúc này, vô số ô vuông thời không đã bị xếp thành một hình vuông nhỏ, độ dày cũng xấp xỉ một quyển sách. Nhất Niệm lại không đứng vững một lần nữa, Diệp Quân vội ôm lấy cô ta, Nhất Niệm nói với giọng yếu ớt, thật ra vẫn có thể nén mỏng hơn, nhưng thực lực ta không đủ, chỉ có thể đến thế thôi. Diệp Quân dịu dàng an ủi, đã lợi hại lắm rồi. Nhất Niệm chớp mắt, thật sao? Diệp Quân mỉm cười nói, thật. Nhất Niệm lập tức cười tươi. Diệp Quân dịu dàng xoa đầu Nhất Niệm, sau đó quay đầu nhìn về phía thời không bị chất chồng kia, nét mặt hắn dần trở nên nặng nề. Sau khi nén lại, sức mạnh trong thời không này đã thay đổi. Nhất Niệm nói, có lẽ huynh làm sẽ càng khó khăn hơn, vì huynh đè nén thời không này cũng đồng nghĩa với việc đè nén cả kiếm ý của mình. Nói đến đây, cô ta cười khổ, việc mất sức chẳng những không thể giảm bớt mà còn tăng lên gấp mấy lần. Diệp Quân nói, nhưng uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần, không phải sao? Nhất Niệm gật đầu, phải. Diệp Quân cười nói, đợi muội tịnh dưỡng xong, ta sẽ lập tức bắt đầu tu luyện. Nhất Niệm nói, bây giờ huynh tu luyện luôn đi. Diệp Quân nói, nướng dê trước nhé. Hai mắt Nhất Niệm sáng lên, được. Tịnh An cũng liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Diệp Quân cười to. Đăng Thiên Vực. Sau khi cửu trọng thiên vỡ tan, Đăng Thiên Vực thoáng chốc trở nên vắng vẻ, vì đã không còn gì quý giá nữa. Hôm nay, Khâu Bạch Y đi tới Đăng Thiên Vực, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau đó, ông ta cười nói, ra ngoài đi. Thời không phía xa khẽ rung động, một hỏa ảnh bay ra, Khâu Bạch Y cười nói với Diệp công tử. Ba ngày sau ta đợi hắn ở đây. Hỏa ảnh lặng lẽ biến mất. Khâu Bạch Y hít sâu một hơi, cười nói, tại chỗ cũ, ác đạo minh ta chiến đấu với nhà họ Dương và vũ trụ quan huyên của ngươi thêm một lần nữa. Trong tiểu tháp, Diệp Quân bắt đầu dần trồng chất ô vuông thời không theo cách Nhất Niệm dạy, thật sự là rất khó. Vì trong ô vuông thời không còn chứa đựng sức mạnh thời không vô cùng lớn, chỉ điều khiển chúng thôi cũng đã rất vất vả rồi. Càng chưa nói đến chuyện chúng chồng chất lên nhau,
mà sau khi trồng chất còn phải nén lại. Đối với hắn thì đây là một khiêu chiến vô cùng lớn. Lúc đầu đương nhiên là liên tục thất bại, nhưng hắn cũng không tức giận, hắn thử nghiệm hết lần này đến lần khác, dần dần bắt đầu có chút hiệu quả. Dưới tàng cây sinh mệnh thiên hành, Tịnh An và Nhất Niệm ngồi cạnh nhau, hai người chống cằm, ngẩng đầu nhìn những cái quả trên cây sinh mệnh thiên hành. Tịnh An chợt nói, có tổng cộng 90.621 quả, trong đó có 13.231 quả có thể ăn được. Dứt lời, cô ta quay đầu hưng phấn nói với Nhất Niệm, có nhiều quả như thế, chúng ta hoàn toàn có thể mở một trang mới trong gia phả. Nhất Niệm trợn mắt, không quan tâm đến cô ta. Tịnh An cười hì hì, chắc chắn sư phụ sẽ không đồng ý nhỉ. Nhất Niệm chợt nói, Tịnh An, cô nói xem thiên hành chủ mạnh như thế sao có thể bị nhốt lại được. Nụ cười trên mặt Tịnh An dần biến mất, thay vào đó là sự nặng nề. Thiên hành chủ. Hai người mạnh nhất ở nền văn minh thiên hành là thiên hành chủ và quan chấp hành đứng đầu, mà thiên hành chủ còn có báu vật đứng thứ nhất nền văn minh thiên hành là đạo hỏa thiên hành và báu vật đứng thứ hai là thiên hành thư. Đạo hỏa thiên hành này chính là nguồn gốc của mọi ngọn lửa, lửa thiên hành do nền văn minh thiên hành làm ra hiện tại đều được tạo ra từ ngọn lửa của nó, chỉ có thiên hành chủ các thời đại mới biết uy lực của nó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Còn thiên hành thư này chính là do thiên hành chủ đời thứ nhất viết ra, nghe đồn trong đó có đạo pháp chí cao vô thượng. Mà cao thủ tuyệt thế như vậy kết hợp với hai món thần vật mà lại bị nhốt. Trong mắt Nhất Niệm lộ vẻ lo lắng. Bây giờ cô ta đã không còn tình cảm gì với nền văn minh thiên hành, nhưng lại có tình cảm với thượng thần Thiên Vân và thiên hành chủ. Năm đó cô ta làm quan chấp hành là do thiên hành chủ tự mình bổ nhiệm, không chỉ thế mà năm đó thiên hành chủ còn đưa cho cô ta một ngọn lửa thiên hành. Có một điều đáng nói là thiên hành chủ không phải đời này truyền qua đời khác, mà là mọi người cùng nhau chọn ra. Thiên hành chủ và quan chấp hành đứng đầu mỗi nhiệm kỳ đều là quả xuất sắc nhất của nền văn minh thiên hành. Tịnh An nhìn Nhất Niệm bên cạnh, cô ta biết chắc chắn Nhất Niệm vẫn còn tình cảm với nền văn minh thiên hành, có điều bây giờ xảy ra chuyện như thế, Nhất Niệm không thể dễ dàng tha thứ cho nền văn minh thiên hành được. Nhưng nếu cô ta trở thành thiên hành chủ thì chắc chắn Nhất Niệm sẽ tha thứ cho cô ta. Vì hai người là quả trên cùng một cành. Dù trước đây rất hay cãi nhau, nhưng ngày hôm sau là làm lành ngay. Nghĩ đến đây, Tịnh An trở nên vui vẻ. Lúc này, dường như Tịnh An cảm nhận được điều gì, cô ta cất lời, đi. Dứt lời, cô ta kéo Nhất Niệm rời khỏi tiểu tháp. Ở bên ngoài có một hỏa ảnh xuất hiện trước mặt hai cô gái, hỏa ảnh cúi người hành lễ, sau đó nói, điện chủ hẹn Diệp công tử 3 ngày sau quyết chiến ở Đăng Thiên Vực. Quyết chiến. Tịnh An nhíu mày, cô ta liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi lui xuống đi. Hỏa ảnh cúi chào, sau đó lùi về sau một chút. Nhất Niệm chợt nói, cũng sắp xỉ 30 năm rồi. Tịnh An nghiêm túc nói, chắc chắn ông ta không chỉ có một mình. Nhất Niệm hỏi, đã điều tra được Nhất Điện chủ của Ác Đạo Minh chưa? Tịnh An lắc đầu, vẫn chưa. Nhất Niệm nhất thời hơi khó tin, nền văn minh thiên hành của chúng ta, của các cô cũng không điều tra được à? Tịnh An trầm giọng nói, điện chủ này rất bí ẩn, lúc trước ta từng hỏi sư phụ cũng nói là không biết. Bà ấy chỉ biết nhị điện chủ này và pháp thần ác đạo kia. Nhất Niệm xa sầm mặt. Tịnh An hỏi, có cần ta phái người đi giết chết ông ta không? Bây giờ cô ta nắm giữ quyền hành, nói chuyện cũng rất có khí phách. Nhất Niệm liếc Tịnh An một cái, Tịnh An đang chỉ huy ám điện, có thực lực, chắc chắn cũng mạnh, nhưng đương nhiên không thể giết chết nhị điện chủ kia chỉ bằng một ám điện. Thực lực tổng thể của ác đạo minh kém hơn nền văn minh thiên hành một chút. Nhưng chắc chắn cũng không yếu hơn là bao, nếu không nền văn minh thiên hành hoàn toàn không thể ký hiệp ước hòa bình với bọn họ, đặc biệt là pháp thần ác đạo kia, lúc nhắc tới đối phương, ngay cả thượng thần Thiên Vân cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, càng chưa nói tới ác đạo minh còn có một Nhất Điện chủ và ác đạo đã trùng sinh trăm kiếp kia. Nhất Niệm nói, cô giúp ta nghe ngóng chút tin tức xem, tốt nhất là giúp ta điều tra người ông ta nhờ giúp đỡ, ngoài ra thì anh không cần làm gì khác nữa. Tướng công không cần nền văn minh thiên hành giúp đỡ, nếu thật sự phải đánh nhau thì nhà họ Dương có người. Tịnh An chợt hỏi, cô có được xem là người của nhà họ Dương không? Nhất Niệm nghiêm túc đáp, đương nhiên là có. Tịnh An chớp mắt, sau đó liếm kẹo hồ lô không nói một lời,
một kế hoạch vĩ đại lặng lẽ hiện lên trong đầu cô ta. Nhất niệm nắm giữ nhà họ Dương. Cô ta nắm giữ nền văn minh thiên hành. Hai tỷ muội hợp tác tàn sát cả vũ trụ. Tâm trạng của Tịnh An rất tốt, cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng tương lai mình và nhất niệm sẽ nắm giữ toàn vũ trụ, sau đó vỗ mạnh một cái lên chân mình, nướng một con dê chúc mừng trước đã. Nhất niệm. Lúc này Diệp Quân vẫn đang không ngừng chồng chất những ô vuông thời không kia, mà bây giờ hắn đã không có vẻ vất vả như lúc trước, không chỉ thế mà hắn còn gấp được mười mấy ô vuông thời không rồi. Trong quá trình gấp, nhờ không ngừng tìm kiếm, thành tựu thời không của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó, Nhất Niệm và Tịnh An cũng không làm phiền ông ta, dù sao cũng có tận 30 năm mà. Ly Hận Thiên. Sau khi thần tông kia mang theo Ly Hận Trường Đồ trở lại Ly Hận Tông thì lập tức đi tới một thế giới đặc biệt, nơi này là chỗ tu luyện riêng của ông ta, người ngoài hoàn toàn không thể đi vào. Thần tông vội vàng mở Ly Hận Trường Đồ kia ra, nhưng khi ông ta mở nó ra, một tia sáng đỏ chợt bay ra từ bên trong. Thần tông hoảng hốt, một khí thế mạnh mẽ dâng trào từ trong cơ thể ông ta, nhưng ánh sáng đỏ đó vẫn xuyên thủng khí thế của ông ta một cách dễ dàng, sau đó đâm vào giữa chân mày ông ta. Oanh! Cơ thể thần tông rung động kịch liệt, cứng nở ngay tại chỗ, ánh mắt ông ta dần trở nên mờ mịt, cùng lúc đó, người ông ta bắt đầu run rẩy dữ dội như đang chống lại thứ gì đó. Thần tông chợt hét to, giãy giụa một lần cuối, nhưng cũng không có tác dụng gì, ánh mắt ông ta dần trở thành màu đỏ nhạt, khí thế cũng thay đổi một cách long trời lở đất. Thần tông chậm rãi nhắm mắt lại, không biết đã bao lâu trôi qua, ông ta chợt cầm Ly Hận Trường Đồ trước mặt lên. Sau đó bước tới một bước đi thẳng tới chỗ sâu trong dãy núi Ly Hận bị cấm của Ly Hận Thiên, đi không lâu lắm, một tế đàn cổ xưa xuất hiện trước mặt ông ta, trên tế đàn có một quan tài máu, xung quanh quan tài máu có đầy các phù văn kỳ lạ. Thần Tông nhìn chằm chằm quan tài máu kia, Ly Hận lão tổ, nếu ông sẵn lòng chiến đấu vì ác đạo minh ta có thể giúp ông thoát khỏi nơi này. Sau một thoáng yên tĩnh. Một quan tài máu chợt bộc phát khí thế đáng sợ, khí thế mạnh mẽ thoáng chốc đẩy lui thần tông ra xa mấy nghìn trượng. Ác đạo minh. Trong quan tài máu kia truyền tới một giọng nói chói tai. Thần tông gật đầu, phải. Ly Hận lão tổ cười nham hiểm, Khâu Bạch Y còn chưa chết à? Thần tông nhíu mày, ánh mắt u ám. Ly Hận lão tổ lại nói, người có thể khiến Khâu Bạch Y cũng phải kêu gọi giúp đỡ chắc chắn không tầm thường. Nhưng cũng hiển nhiên thôi, sao Khâu Bạch Y có thể vô duyên vô cớ đến cứu ta được? Gã ta đang đào hố cho ta nhảy vào thì có. Thần Tông nói, có cho đi thì mới có nhận lại, nếu ông đồng ý thì chỉ cần nói một tiếng, nếu không đồng ý chắc chắn chúng ta sẽ không ép. Ly Hận lão tổ im lặng. Thần Tông nói tiếp, đánh xong trận chiến này, nếu ông không chết thì sau này ông sẽ là người tự do, chẳng những thế còn có thể có được Ly Hận Trường Đồ một lần nữa. Có đánh không? Ly Hận lão tổ nói, hình như ta đâu còn sự lựa chọn nào khác. Thần Tông mở lòng bàn tay, một con dấu màu đen xuất hiện, con dấu máu đen kia bay đến không trung của quan tài máu, sau đó một tia sáng đen đánh thẳng xuống tế đàn kia. Lúc này toàn bộ tế đàn nhất thời rung mạnh, khi tia sáng đen đánh xuống, vô số phù văn bắt đầu mất dần. Khoảng một khắc trôi qua, tế đàn kia chợt nổ tung, quan tài máu vỡ tan tành. Một tia sáng đen bay lên cao. Thần Tông chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng, trong tia sáng đen có một người đàn ông mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra, quanh người lão ta tản ra lệ khí và sát ý cực kỳ đáng sợ. Ly Hận lão tổ. Tiên tổ của Ly Hận Thiên năm đó. Ly Hận lão tổ chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng được tự do rồi. Từ năm đó sau khi bị phong ấn đến nay cũng đã gần 100 triệu năm rồi. 100 triệu năm. Nét mặt Ly Hận lão tổ trở nên khó coi, quanh người tản ra khí thế mạnh mẽ đáng sợ, khi những khí thế này xuất hiện, đất trời bắt đầu trở nên hư ảo. Thần Tông nhìn chằm chằm Ly Hận lão tổ chúc mừng. Ly Hận lão tổ nhìn về phía thần Tông mở lòng bàn tay, Ly Hận Trường Đồ kia bay tới trước mặt Ly Hận lão tổ. Ly Hận lão tổ bắt lấy Ly Hận Trường Đồ, sau đó nói, các ngươi không sợ ta nuốt lời đổi ý à? Thần Tông lắc đầu, nhị điện chủ nói Ly Hận lão tổ không giống những người khác, ông có sự kiêu ngạo của riêng mình, nếu không năm đó ông chỉ cần cúi đầu là đã không bị phong ấn lâu như thế.
ha ha. Ly Hận lão tổ chợt cười to, Khâu Bạch Y này dù gian trá nhưng xét tổng thể thì vẫn tạm được. Thần Tông nói, 3 ngày sau mời đến Đăng Thiên Vực. Nói xong, ông ta xoay người. Sau khi Thần Tông rời đi, Ly Hận lão tổ chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau lão ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt có một bóng hình xuất hiện, nét mặt lão ta trở nên vô cùng dữ tợn, ngươi cứ đợi đấy. Oanh! Khí thế mạnh mẽ khiến toàn bộ Ly Hận Thiên vỡ tan tành. Đăng Thiên Vực. Khâu Bạch Y ngồi xếp bằng dưới đất, dường như nghĩ đến điều gì, ông ta chợt mở mắt, 3 ngày cái con mẹ nó, đối với ta là 3 ngày, nhưng với tên khốn kiếp kia chính là 30 năm. Mẹ kiếp, tính sai rồi. Trong tiểu tháp. 10 năm trôi qua, lúc này Diệp Quân đã có thể gấp được những ô vuông thời không. Nhưng khi bắt đầu đè nén thời không thì hắn mới nhận ra nó khó khăn nhường nào. Khi tất cả ô vuông thời không được gấp lại, tương đương với việc sức mạnh thời không trong mỗi chiếc hộp chồng lên nhau. Sau khi gấp lại, sức mạnh trong thời không đã có sự thay đổi về chất, đến khi đè nén, nó lại tương đương với sự thay đổi về chất trên cơ sở sau khi đã thay đổi về chất. Lúc này, hắn cũng giống như Nhất Niệm, đều phải dùng kiếm Thanh Huyên để giúp đỡ. Nếu chỉ dựa vào sức của một người thì không thể làm được. Chỉ khi dùng kiếm Thanh Huyên làm trung gian và áp chế mới có thể tiếp tục, nếu không thời không sau khi gấp lại không thể chịu nổi, sẽ trực tiếp nổ tung. Điều đáng nói là trong suốt 10 năm qua, vì hắn không ngừng gấp thời không nên không chỉ thành tựu trong phương diện thời không tăng lên rất nhiều, mà thần hồn của hắn cũng tăng mạnh. Bởi vì gấp thời không tiêu hao cực kỳ nhiều thần hồn, tiêu hao thế này thực ra cũng là một sự rèn luyện. Nhưng khi tiến hành đè nén thời không, hắn phát hiện thần hồn hiện tại của hắn vẫn còn kém xa, cho dù có kiếm Thanh Huyên trấn áp cũng không được, vì thế Diệp Quân lại ăn một quả thiên hành. Tăng 100 triệu năm tu vi. Diệp Quân cực kỳ ngạc nhiên trước quả thiên hành này, bởi vì nó thực sự quá bổ. Tuy quả thiên hành không thể khiến hắn đột phá cảnh giới, nhưng lại tăng trưởng thần hồn cho hắn rất nhiều. Không chỉ thần hồn mà đến sức mạnh huyết mạch cũng được cải thiện. Đương nhiên, cải thiện huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân là không đáng kể, nhưng lại có cải thiện rất lớn đối với huyết mạch viêm hoàng. Trong 3 dòng huyết mạch này, tuy huyết mạch viêm hoàng không bằng huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân, nhưng cũng không ngừng cải thiện, liên tục tiến đến gần hơn với 2 huyết mạch kia. Không chỉ hắn sử dụng quả thiên hành mà hắn còn bảo Ngao Thiên Thiên cũng ăn một quả. Quả thiên hành này giúp ích cho cô ấy nhiều hơn, dù sao cô ấy cũng là long tộc. Quả thiên hành ngoài tăng huyết mạch và thần hồn của cô ấy ra thì còn có thể tăng cường sức mạnh cơ thể. Ngày tháng trôi qua, Diệp Quân đã dần thành công trong việc nén các ô vuông thời không sau khi đã gấp. Mấy năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng đè nén được thời không sau khi gấp thành một quyển sách dày. Mà giờ khắc này, sức mạnh trong thời không trước mắt hắn đã thật sự hủy thiên diệt địa, cho dù là hắn cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Lúc này, Nhất Niệm và Tịnh An đi tới. Vẻ mặt 2 người đều hơi nặng nề. Nhất Niệm nhìn thời không trước mặt Diệp Quân với vẻ mặt khá nghiêm túc, có kiểm soát được nó không? Diệp Quân trầm giọng đáp, hẳn là không thành vấn đề. Nói xong hắn chậm rãi nhắm 2 mắt lại, rất nhanh hắn đã cảm ứng được kiếm Thanh Huyên, lúc này kiếm Thanh Huyên đã hợp thành một thể với thời không sau khi đè nén. Giọng tiểu tháp đột nhiên vang lên, sức mạnh thời không này hơi quái dị, đừng phóng ra ở đây. Diệp Quân gật đầu, nếu phóng sức mạnh ẩn trong thời không trước mặt hắn lúc này ra, chắc chắn tiểu tháp không chịu nổi, bởi vì bên trong còn có kiếm Thanh Huyên. Nhất Niệm nói, ra ngoài thử không? Diệp Quân gật đầu, một lát sau hắn cùng với Nhất Niệm và Tịnh An đến một vũ trụ hư vô. Diệp Quân nhìn thời không hư vô xung quanh, thầm nhẩm niệm, thanh kiếm trước mặt lập tức bay ra. Chỉ trong tích tắc, tầm nhìn của 3 người hóa thành hư vô. Một lát sau, họ nhìn thấy một khoảng đen kịt, tay giơ không thấy 5 ngón. Chôn vùi hủy diệt mọi thứ. Nhìn thấy cảnh này, Tịnh An chợt mở to 2 mắt, cũng chẳng màng đến việc ăn kẹo hồ lô nữa. Diệp Quân nắm chặt 2 tay, trong mắt là vẻ hưng phấn, uy lực của nhát kiếm này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Quan trọng nhất là nhát kiếm này chỉ là sức mạnh thời không đơn thuần thêm sức mạnh của kiếm Thanh Huyên. Hắn còn chưa dùng đến kiếm ý và sức mạnh huyết mạch, nếu thêm kiếm ý và sức mạnh huyết mạch. Nghĩ thôi cũng thấy háo hức. Vẫn còn thời gian.
Khoảng thời gian sau đó, Diệp Quân tiếp tục tu luyện gấp thời không và đè nén thời không, mà lần này thì khác, hắn bắt đầu kết hợp với kiếm ý của mình, thử thêm nhất giới tuế nguyệt vào. Hai ngày sau, bên ngoài, Đăng Thiên Vực. Khâu Bạch Y ngồi xếp bằng trong hư không, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ xa. Khâu Bạch Y chậm rãi mở mắt, cách đó trăm trượng có một thanh niên cầm kiếm từ tốn bước đến. Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, Khâu Bạch Y lập tức nở nụ cười, Diệp Công. Ông ta còn chưa nói xong đã thấy Diệp Quân ở nơi xa bất chợt chém một nhát về phía mình. Trực tiếp đi vào vấn đề. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Khâu Bạch Y thoáng chốc tối sầm, ông ta phất tay áo. Dầm. Khi kiếm của Diệp Quân còn cách ông ta vài trượng nữa thì bị buộc phải dừng lại, không thể tiến lên dù chỉ nửa tấc. Nhưng Khâu Bạch Y lại cau mày, bởi vì phía sau ông ta, một thanh ý kiếm đã lặng lẽ phóng tới từ khi nào. Phập. Thanh kiếm đâm xuyên qua không trung, bởi vì Khâu Bạch Y đã lùi lại trăm trượng, nhưng ông ta vừa dừng lại thì thời không xung quanh đã chợt trở thành những vuông thời không kỳ lạ, trong giây lát trăm vạn ý kiếm đồng thời phóng ra. Mỗi kiếm đều là nhất giới tuế nguyệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.